Từ khi tôi 9 tuổi thì cả nhà đã phải nằm trong quan tài chờ chết. Chỉ vì 10 năm trước bà nội trói về một người phụ nữ điên để tiếp tục hương khói trong nhà. 10 năm trước bà nội gặp một cô gái mặc áo đỏ toàn thân ướt sũng bên bờ sông. Bởi vì thấy cô xinh đẹp nên bà đã nảy ra ý đồ xấu xa. Bề ngoài thì nói là thấy cô đáng thương nên tìm cho cô một ngôi nhà, nhưng thực ra là trói cô về nhà làm vợ của cha tôi. Mẹ tôi vừa tới Lý ra ngày đầu tiên đã bị cưỡng ép vào động phòng với cha tôi. Cũng may là ông nội đã kịp thời ngăn bố tôi lại. Thấy miếng ngọc bội mẹ tôi đeo trên cổ thì ông nội tức giận. Tuyệt đối không được, Lý gia chúng ta không có phúc phận này, mau thả người ra cho ta nhanh, nếu không cả nhà sẽ gặp nạn. Nhưng bà nội sống chết cũng không đồng ý, lại còn chửi ông nội là phế vật. Nếu Lý gia tuyệt hậu thì bà sẽ chết trước bài vị của tổ tiên ngay lập tức. Không nói lại được bà nội nên ông nội liền bảo cha tôi: Lý lão nhị, cha nói cho con biết, muốn làm tiệc rượu thì cha cũng không cản, nhưng nếu muốn sống thì đừng động vào cô ta. Mà mẹ tôi chỉ trầm lặng nhìn bọn họ mà không nói một câu nào. Từ đó trở đi, ngày nào ông nội cũng đứng trước cửa phòng mẹ tôi, không để cho người khác lại gần lấy nửa bước. Tuy ông không cho cha tôi đụng vào bà, nhưng ông lại tự mình đi vào trong đó rất lâu. Mỗi lần đi ra ông đều thở dài. Cha tôi đều nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng ông không dám nhiều lời. Mấy ngày sau, cha và mẹ tôi liền tổ chức lễ thành hôn. Không lâu sau thì mẹ hạ sinh tôi. Bởi vì sinh ra vào đầu tháng 9 nên ông nội đặt tên cho tôi là Lý Sơ Cửu. Những ngày tháng sau đó, cha tôi suốt ngày rượu chè bê tha. Mỗi lần uống say thì đều hành hạ mẹ tôi, lại còn lớn tiếng bảo tôi lớn lên không giống ông ta chút nào, nó là nghiệt chủng của cha ta. Mà tôi chỉ đành trốn trong chăn khóc thầm. Cho đến một ngày, giọt nước đã làm tràn ly. Bởi vì mẹ tôi đã treo cổ tự vẫn ở trong nhà. Người mẹ xấu số của tôi sau khi mất hai mắt vẫn còn chưa khép lại, giống như bà muốn nhìn tôi lần cuối vậy. Ông nội cứ nghĩ rằng gia đình sẽ yên ổn sau cái chết của mẹ, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những tai họa thôi. Mẹ tôi vừa mất liền biến thành quỷ. Quan tài vốn phải được hạ táng mà 10 người cũng không khiêng nổi, nhang được thắp cho bà lại biến thành hai cây ngắn một cây dài. Vì vậy mà ông nội phải lấy máu gà trống đen tưới lên quan tài của bà. Ông còn đem nấm mồ đã chuẩn bị cho mình để lại cho mẹ tôi. Sau đó ông nội cắm ba nén nhang trên nắp quan tài của mẹ tôi rồi nói: Sơ Cửu, nó còn nhỏ, con thật sự muốn đưa nó đi sao? Lão Lý, ta tôn trọng con, nhưng nếu như con vẫn làm vậy thì ta cũng không khách sáo nữa đâu. Được hay không con hãy trả lời đi. Bỗng ba nén nhang bị hút vào trong quan tài ngay lập tức. Thì tất cả mọi người đều nghi ngờ. Thì ông nội nói: Không sao rồi, nhấc quan thôi. Quả nhiên lần này quan tài đã được nhấc lên một cách dễ dàng. Ông dặn dò mọi người nhất định không được để quan tài xuống, nếu không người khiêng quan tài sẽ gặp đen đủi cả đời. Nhưng quan tài của mẹ còn chưa ra khỏi nhà thì dây thừng buộc quan đã đứt hết rồi. Thì ra là người cha nát rượu của tôi chặn cửa. Ông nội thấy vậy thì hét lớn: Quan tài rơi xuống đất, cả nhà sẽ gặp họa. Sau đó ông muốn xông lên cho người cha nát rượu của tôi một trận. Mẹ Sơ Cửu vốn hận mày, thấy mày trở về lại càng không muốn đi rồi, mày lập tức cút cho ta. Phần đầu của mẹ nó chưa hết, mày không được trở về. Nghiệp của mày ta sẽ trả giúp mày. Cha tôi cứ như vậy mà bị ông tôi đuổi đi. Mấy người khiêng quan tài cũng cảm thấy ảm đạm liền lập tức rời đi. Trông thấy quan tài của mẹ tôi, ông nội thở dài: Mẹ của Sơ Cửu nhất định phải nhập thổ, oán khí của con bé quá nặng rồi, khiêng quan không được thì ta sẽ bị con bé hạ táng. Nói xong ông nội liền dùng sức đẩy nắp quan tài ra, nhưng đẩy kiểu gì cũng không mở được. Ông nội sợ hãi thi thể hút quan tài, đây là điềm không lành rồi. Nghe thấy lời của ông nội, tôi và hai người chú rất nghi hoặc. Ông nội liền bảo chú Tứ mau chóng đi lấy xe ngựa lại đây, lập tức cùng ông lên thị trấn mời thầy về đây. Trước khi đi ông còn thắp một ngọn đèn trường minh trước quan tài mẹ tôi. Ông bảo tôi dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được để đèn trường minh tắt. Đêm rồi mà ngọn đèn vẫn chưa tắt. Khi tôi buồn ngủ sắp ngủ gật đến nơi thì cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mẹ tôi sống lại rồi, lại còn gọi tên tôi nữa. Tôi bị dọa cho ngã ngồi xuống đất. Bà đang từng bước lại gần tôi, không ngừng rủ tôi đi cùng. Như vậy tôi mới có thể sống. Khi tôi đang sợ chết khiếp thì ngọn đèn trường minh mà ông nội thắp chợt tắt. Ngoài cửa xuất hiện bóng người trong tay cầm một cái rìu. Người này lại chính là chú Tứ vừa đi lên thị trấn cùng ông nội. Chú Tứ vừa xuất hiện thì mẹ tôi đã biến mất. Chú đứng ở cửa không nói một lời, nhưng tiếng máu chảy ra từ lưỡi rìu vào lúc này lại rất chói tai. Mẹ tôi mất rồi, bà còn nói người nào lướt đến video này mà không tác một người thế thân vào thì tối nay bà sẽ đưa người đó đi. Khi tôi bị dọa cho gần chết khiếp thì chú Tứ cầm rìu xuất hiện ở cửa. Bóng của mẹ tôi cũng lập tức biến mất. Chú Tứ lạnh lùng tay cầm cái rìu đang chảy máu. Tôi nhanh chóng đi lên kéo tay của chú lôi vào nhà, nhưng tôi phát hiện tay của chú lạnh như băng. Hơn nữa khi đi đường chú còn nhảy nữa. Chú lộ ra vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm quan tài mẹ tôi, sau đó dùng một ngữ khí lạnh tanh bảo tôi ra đầu thôn chờ ông nội. Tôi đã sớm sợ đến hồn bay phách tán rồi nên lập tức chạy đi. Sau khi đến đầu thôn thì phát hiện bên cầu đã chật ních người. Chị Lý nói vừa nãy có một chiếc xe ngựa đi qua bị rơi xuống cầu dẫn đến chết người, mà người đó lại chính là chú Tứ bảo tôi đi ra đầu thôn. Trông thấy vậy ra đầu tôi tê dần. Chú Tứ ngỏm rồi, vậy người trong nhà là ai? Tôi gào lên hỏi bọn họ rằng ông nội tôi đâu. Ông ngồi cùng chú Tứ ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Bọn họ bảo tôi rằng bị ngã chỉ có một mình chú Tứ thôi. Nghe thấy vậy tôi vội chạy về nhà,
Vừa vào cửa tôi đã nghe thấy tiếng rìu chặt. Người mà tự xưng là chú tứ của tôi lại đang lấy rìu bổ vào quan tài của mẹ tôi. Tôi hét lên bảo chú tứ dừng tay. Khi chú quay đầu lại, tôi chợt nhớ đến lời ông nội nói: nhà cũ đều có ngưỡng cửa, có thể ngăn những thứ tà ma ở ngoài, trừ khi là chính mình mời họ đến. Chú tứ điên cuồng dùng rìu bổ vào quan tài mẹ tôi. Tôi nhấc một chiếc ghế nhỏ lên định đập về phía chú. Lúc này người cha nát rượu của tôi bỗng xuất hiện ở cửa rồi hét lớn: Lý lão tứ, ngươi đúng là biến thái, dám động vào quan tài của vợ ta, xem lão tử có đánh cho ngươi ngỏm không. Nói xong cha tôi liền cầm một cây gậy. Chú tứ bị đánh liền bỏ chạy thật xa. Lúc này tên Vương Tiểu Long, người trở về cùng cha tôi nói: thật đáng tiếc khi chị dâu đi, tôi cũng không biết nói gì, liền mang đến một cỗ quan tài đỏ, cũng coi như là sung hỉ cho chị. Sau khi chuyển mẹ tôi sang cỗ quan tài đỏ thì đám bạn giang hồ của cha tôi đem chôn mẹ ở sau núi. Từ lúc mẹ tôi bị chuyển sang cỗ quan tài đó thì tôi không còn bị giày vò nữa. Khi đang đi về nhà thì tôi có cảm giác hình như mẹ đang xoa mặt tôi. Tôi sợ quá liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Sau khi về nhà thì cha tôi và đám bạn nát rượu của ông bắt đầu ăn chơi nhảy múa. Tôi nằm một mình trên giường rồi nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay. Khi tôi đang dần đi vào giấc ngủ thì mẹ tôi chợt xuất hiện trước mặt tôi rồi trầm mặc nói: mau đi cùng mẹ, bọn họ muốn hại con. Nói xong bà liền đưa tay ra muốn kéo tôi đi. Tôi bị dọa sợ đến nỗi phải kêu cứu mạng. Cha tôi phá cửa xông vào thấy xác của mẹ thì toàn thân run rẩy. Sau đó hét lớn: là tên chó chết nào dám đào xác của vợ ta lên hả? Lại còn dám đặt lên giường dọa lão tử, ta còn tưởng là người vợ điên này của ta ngỏm rồi chứ. Nói xong cha tôi liền cõng xác của mẹ đi. Ông bảo tôi cùng ông ra sau núi để chôn bà. Sau khi đến nơi thì phát hiện quả nhiên là có người đã mở nắp quan tài ra. Cha tôi ném xác mẹ vào trong quan tài rồi chửi: nếu để ta biết là ai làm thì ta sẽ xử lý nó. Buổi tối hôm đó tôi mất ngủ cả đêm. Mẹ đã xuất hiện hai lần rồi, chú tứ cũng chết rồi, cũng không biết người phá quan tài của mẹ tôi là ai. Nếu ông nội ở đây thì tốt. Sáng hôm sau tôi liền ra đầu thôn chờ ông nội, vừa hay lại gặp đám tang của chú tứ. Lúc này chị Lý bỗng vỗ vai tôi rồi nói: sơ cửu, ta nói cho con biết chuyện này con đừng sợ nhé. Hôm qua ta đau bụng muốn tìm một nơi để đi vệ sinh, bỗng ta gặp con. Hơn nữa tư thế đi của con rất kỳ lạ, ta gọi con mấy lần mà con không trả lời. Sau đó con liền chạy ra sau núi. Nghe xong lời của chị Lý, tôi thò tay ra xem, trên tay tôi đã dính đầy đất ở sau núi rồi. Chị Lý tiếp tục nói: sau đêm qua chị còn ở nhà, thấy có một người cứ vặn vẹo đứng ở cửa sổ, nhìn thì thấy rất giống chú tứ đã bị ngã chết. Chị Lý bảo nửa đêm trông thấy tôi chạy đến chỗ mộ của mẹ tôi với tư thế ngoẹo cổ. Nghe xong lời chị Lý nói, tôi bèn nghĩ chuyện vô lý như vậy làm gì có ai tin. Thế là tôi lại tiếp tục đứng ở đầu thôn để chờ ông nội về. Khi tôi sắp ngủ gật đến nơi thì có một cánh tay túm lấy tôi, ngoảnh đầu lại thì thấy đó là người cha nát rượu của tôi. Ông nói muốn dẫn tôi đến để cúng bái cho mẹ, nếu không bà sẽ luôn giày vò chúng tôi. Tôi còn chưa trả lời thì đã bị cha lôi đi. Vào ban đêm đường núi vô cùng yên tĩnh, một ông bác đi ngược chiều nói với cha tôi: này, Lý lão nhị, chân sau của chú bị quấn lại rồi sao? Sao vẫn còn nhón chân lên để đi bộ vậy? Cha tôi đầu còn không thèm ngoảnh lại, chỉ bảo một câu cút. Nghe thấy lời nói của ông bác, trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn, người cha nát rượu của tôi cứ vặn vẹo người và tiếp đất bằng ngón chân, miệng còn nói rất nhiều câu kỳ lạ. Tôi vội hỏi ông làm sao thế, nhưng ông lại độc ác đẩy tôi ra và nói: lão tử thì có chuyện gì chứ, mau theo ta đến cúng bái cho người mẹ điên của mày, chỉ có như vậy thì cả nhà chúng ta mới được bình yên. Đến trước mộ của mẹ, ông ấn đầu tôi xuống, dập đầu lại mẹ mấy cái, sau đó lại đốt tiền giấy cho bà. Nhưng ngay sau đó một cơn gió đã thổi bay hết tiền giấy đang đốt đi. Lúc này tôi mới chú ý đến trên mặt đất xuất hiện ba cái bóng, hơn nữa có một cái đang dùng tay khống chế động tác giơ rìu của cha tôi. Tôi sợ hãi quay đầu đi, cha tôi đang cầm rìu rồi giơ về phía tôi. Thấy vậy tôi mới ý thức được là mình phải cúi đầu. Cái rìu đang chém vào bài vị của mẹ, chém một lần không trúng, ông lại cầm rìu giơ về phía tôi. Khi tôi tưởng là mình sắp bị chém cho bay xác đến nơi thì một cánh tay đã kéo tôi lại, ông nội đã dùng tay đỡ cho tôi một nhát rìu này. Cha tôi lúc đó trông như bị trúng tà vậy. Ông đại nghiêu đi cùng ông nội thì sống chết ôm chặt lấy cha rồi hét lớn: Lý lão nhị, ngươi điên rồi sao? Tam gia là cha ngươi, sơ cửu là con ruột của ngươi, cái loại tạp chủng ấy mới không phải là con trai ta. Nó là tạp chủng của cha ta và người phụ nữ lẳng lơ kia. Hôm nay ta phải cho nó bay màu trước mặt cô ta. Ông nội vừa dùng đất đắp lên vết thương vừa nói: nó bị trúng tà rồi, đằng sau có một linh hồn đang thao túng nó, kích thích những suy nghĩ độc ác trong nội tâm nó. Nói xong ông nội liền cắn đầu ngón tay, rồi vẽ một trận âm dương trong lòng bàn tay. Ông vừa dậm chân vừa niệm thần chú. Lúc này Lý lão nhị giống như đã mất kiểm soát. Ông nội nhanh chóng dùng tay có vẽ trận âm dương ấn lên trán cha tôi rồi hét lớn: hiện hình cho ta. Sau đó trên người của cha tôi bắt đầu tỏa ra một trận âm khí. Sau vài giây tôi chỉ ra phía sau lưng ông rồi hét lớn: người đó là chú tứ vừa mới ngỏm, chú tứ bị ngã chết đang thao túng cha chém chết tôi. Còn nói ai ở trước màn hình mà không tác, một người bạn nào vào thì sẽ bị chú chém cho ngỏm đấy. Nghe xong lời của chú tứ, ông nội liền bảo là ăn nói hàm hồ, nếu như không thả cha tôi ra thì ông sẽ khiến cho chú hồn bay phách tán. Nhưng chú tứ muốn mượn xác để hoàn hồn, không chỉ có mạng của tôi và cha,
mà còn muốn làm cho cả nhà tôi bay màu. Sau đó chú dùng sức cạy miệng của cha tôi. Ngưu ở bên cạnh thì nhắc ông nội nếu bị trúng thuật kê chân quá lâu thì sau khi tỉnh lại sẽ biến thành thằng ngốc. Ông nội bảo ông đừng vội, không chết người được. Ông nội đang chất vấn chú Tứ rốt cuộc là ai dạy chú làm những chuyện này. Chú cười nham hiểm rồi nói đó là một người vừa yêu ngươi vừa hận ngươi. Nghe xong lời này chúng tôi đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó linh hồn của chú Tứ liền thoát ra khỏi thân xác của cha tôi, còn nói rằng cả nhà chúng tôi lập tức sẽ được đoàn tụ dưới âm tào địa phủ. Sau đó liền hóa thành một làn khói đen rồi biến mất trong màn đêm. Ông Niu ôm lấy cha tôi hỏi lẽ nào cứ để hắn chạy như thế sao. Ông nội liền nói không cần đuổi theo, hắn sẽ còn trở lại. Khi chúng tôi định thắp cho mẹ một nén nhang cuối rồi xuống núi thì bỗng ông nội trở nên điên cuồng, quỳ xuống đào bới mộ của mẹ tôi. Ông Niu và tôi như chết lặng, còn tưởng là ông nội cũng trúng thuật kê chân. Tôi vội tiến lên ôm chặt lấy ông nội và bảo ông mau chóng dừng lại. Ông nội quay đầu lại nói sơ cửu ông không sao, mộ của mẹ con bị người ta giở trò, hai người mau đến đây đào cùng ông đi. Cứ như vậy nửa đêm ba người chúng tôi cùng nhau đào mộ mẹ lên. Khi sắp đào đến quan tài thì ông nội bảo dừng lại, đưa mắt nhìn xuống thì thấy trong lòng đất là một vũng máu tươi. Bất chấp mùi hôi tanh, ông nội thò tay vào rồi mò một lúc, không lâu sau liền lôi ra được một cái túi từ vũng máu. Sau khi mở ra tôi liền sợ hãi, bởi vì bên trong là một cái đầu của tượng gỗ trẻ con. Ông nội nói đây chắc chỉ là một phần của tượng gỗ thôi. Sau đó ông và ông Như lại tiếp tục đào. Sau khi đào hết một lượt xung quanh ngôi mộ, cuối cùng cũng tìm ra được một tượng gỗ trẻ con hoàn chỉnh. Bị ông nội hỏi tôi liền đem hết mọi chuyện từ sau khi ông đi kể lại một lượt. Sau khi ông biết hôm đó Vương Tiểu Long đã tặng mẹ tôi một chiếc quan tài đỏ thì vô cùng tức giận. Vương Tiểu Long, ngươi đúng là độc ác, đây là muốn hại chết cả nhà ta mà. Thì ra người bình thường hạ táng đều dùng quan tài đen, quan tài đỏ là thứ tà độc, có thể trấn giữ linh hồn của mẹ tôi, mà tượng gỗ trẻ con thì là pháp khí báo oán, nó có thể hội tụ âm khí của oán niệm, trực tiếp khiến cho linh hồn của mẹ tôi tiêu tán, trở thành một xác chết bị người ta thao túng. Đợi đến ngày mẹ tôi phá quan tài thì đó cũng là ngày mọi người trong thôn phải ngỏm. Nói xong ông nội nén lồng ngực lại rồi thở dài, ta đã trách nhầm mẹ sơ cửu rồi, ta cứ tưởng là con bé tàn nhẫn, không muốn buông tha cho lý gia ta, không ngờ người ôm mẹ con từ trong quan tài trở về nhà lại chính là con sơ cửu ạ. Mẹ con đã dùng chút ý thức cuối cùng điều khiển con ôm thi thể của mẹ về, bảo vệ con cả một đêm. Đêm qua nếu không phải mẹ ở bên cạnh bảo vệ con thì e là chú Tứ đáng sợ đó đã giết con rồi. Tôi bị mẹ nhập vào người nên nửa đêm đã đi đào quan tài của bà, mà mục đích mẹ làm như vậy là vì muốn bảo vệ tôi an toàn, nếu không đêm qua tôi đã sớm bị vong hồn của chú Tứ giết chết rồi. Ông nội nghiêm túc bảo ông Ngưu mau đem chôn lại những bộ phận của bức tượng gỗ trẻ con này, bởi vì trận pháp đã bắt đầu vận chuyển, hậu quả sau khi bị phá giải sẽ khó mà tưởng tượng được. Muốn hoàn toàn giải trừ tà pháp này thì bắt buộc phải tìm thấy tên Vương Tiểu Long đã tặng quan tài đỏ cho mẹ tôi. Sau khi về nhà, ông nội bắt đầu vẽ bùa giấy cả đêm để đảm bảo lúc nữa đấu với Vương Tiểu Long sẽ không có sai sót gì. Sau khi đem bùa hộ thân đưa cho ông Ngưu, ông nội liền trang bị một túi pháp khí lớn chuẩn bị đi tìm Vương Tiểu Long xem. Tôi cầu xin ông dẫn tôi đi cùng, tôi muốn tự mình báo thù cho mẹ. Ông nội thấy ánh mắt kiên định của tôi thì rơm rớm nước mắt, sơ cửu lớn thật rồi, đi, ông nội đưa con đi tìm hắn tính sổ. Trên đường đến nhà Vương Tiểu Long, tôi hỏi ông mấy hôm nay đã đi đâu, còn có chuyện vì sao chú Tứ lại bị ngã chết. Ông nội thở dài rồi nói, tối hôm đó ông tưởng oan khí của mẹ con đối với cha và bà nội con quá nặng không thể hạ táng được, nên đã cùng với chú Tứ đi cả đêm lên thị trấn mời thầy làm hai người giấy để thế mạng. Khi đốt hai người giấy cùng quan tài của mẹ con, ông không ngờ mẹ con lại không có ý định hại bọn họ. Tối hôm đó đúng là kỳ lạ, khi chúng ta đến đó thì thầy làm người giấy không có ở đó. Nghe nói là nhà bên cạnh xảy ra chuyện, đứa trẻ mới có mấy tháng tuổi đã ngỏm rồi, tối nào cũng trở về tìm bọn họ rồi khóc, khóc đến khi trời sáng mới rời đi. Ông thấy ám khí trên đầu người phụ nữ quá nặng, bèn ra tay giúp đỡ bọn họ. Ông nghĩ con ở nhà một mình sẽ sợ, nên bảo chú Tứ trở về trước. Không ngờ vừa đi đến đầu thôn thì chú ấy đã bị ngã chết. Cứ nói mãi rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà của Vương Tiểu Long. Còn chưa bước vào, ông nội đã cảm giác đây giống như nhà cho người chết vậy. Tôi nghi hoặc hỏi ông cái gì là nhà cho người chết. Ông nội nói có một kiểu nhà cũ, cứ đến buổi tối thì chỉ khép hờ thôi, còn ban ngày thì đóng kín, ánh sáng cũng không lọt qua được. Hơn nữa còn không có ngưỡng cửa, kiểu nhà này chính là dành cho người chết ở, người sống không nên bước vào. Một khi bước vào thì rất khó đi ra. Sau khi đi vào trong nhà trống rỗng, chỉ có mỗi một bộ bàn ghế, trên bàn còn có hai bộ bát đũa. Ông nội bảo tôi nhanh chóng đóng cửa lại, Vương Tiểu Long chắc chắn còn ở trong nhà. Nhưng chúng tôi tìm khắp một lượt quanh nhà bếp cũng không thấy bóng dáng của Vương Tiểu Long đâu. Lúc này tôi phát hiện cái chum trong nhà bếp chảy rất nhiều nước, thế là tôi mở chum nước ra rồi nhìn vào trong, thấy trong chum đầy bong bóng nước. Tôi càng khẳng định nhất định là Vương Tiểu Long trốn trong đó. Sau đó có một âm thanh chói tai phát ra từ nhà bếp, tôi bị một màn trong chum nước dọa cho ngã ngồi ra đất. Ông nội nhanh chóng đến gần chum nước thì phát hiện tên Vương Tiểu Long đã bị người khác dìm vào bên trong. Ông đoán người sát hại Vương Tiểu Long chắc là người cùng hắn ăn cơm lúc nãy. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, tôi và ông nội nhanh chóng chạy ra ngoài. Ông nội cầm theo túi pháp khí đuổi theo bóng người đó.
Tôi liều mạng đuổi theo nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ông nội đâu. Khi tôi đang thấp thỏm không yên, thì một tiếng động đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn kỹ thì cái bóng đó rất giống với bà nội đã về quê của tôi. Tôi chưa kịp mở lời thì bà đã nói, là sơ cửu sao, mau đến xoa cổ cho bà nội nào, cổ của bà nội đau chết đi được, cảm giác như sắp gãy rồi. Sau khi xác định được đó là giọng nói của bà nội, thì tôi liền đi lên xoa cổ cho bà nội, nhưng cổ của bà nội lại lạnh như người chết vậy. Tôi thấy bất thường thì mau chóng thu tay lại, nhưng bà nội lại kéo tôi, bắt tôi phải tiếp tục xoa cổ cho bà. Tôi vừa xoa vừa hỏi bà làm sao vậy, bà không nói gì rồi quay lại nhìn tôi, đôi mắt trắng dã đó làm tôi sợ chết khiếp. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chỉ nghe thấy một tiếng động, đầu của bà nội đã rơi xuống đất rồi. Tôi không cẩn thận làm gãy cổ của bà nội, bà lại bảo tôi ra nhặt đầu bà lên, còn nói với tôi là đêm nay nếu không muốn mơ thấy bà thì phải lưu lại comment ở phần bình luận để bảo vệ tính mạng. Tôi bị một màn này dọa cho chạy bán sống bán chết. Bà nội vừa đuổi theo vừa nói không nỡ rời xa tôi, muốn tôi đi với bà. Một mình tôi chạy thục mạng về đằng trước, nhưng tôi lại phát hiện chạy kiểu gì cũng không thoát được cây đại thụ đó, mà bà nội mất đầu cũng luôn đuổi theo đằng sau tôi. Thấy mình sắp bị quái vật không đầu túm được, tôi đành nhắm mắt chấp nhận số phận. Lúc này ông nội chợt xuất hiện túm lấy tay tôi và nói, sơ cửu con làm sao vậy, sao cứ chạy quanh cái cây vậy? Tôi chỉ vào cái cây rồi nói với ông rằng có người đuổi theo mình, nhưng bà nội mất đầu vừa nãy bây giờ đã biến mất tiêu đâu rồi. Thuật hiện hồn, to gan lắm, lại dám hại cháu của ta. Tôi bèn hỏi ông nội là ai đã đuổi theo tôi. Sau khi biết là bà nội đã mất đầu đuổi theo mình, ông nội nghiến răng rồi nói, cuối cùng vẫn không tránh được. Sơ cửu à, bà nội con đã đi rồi, cũng may là con chưa nhặt đầu của bà ấy, nếu không con thực sự sẽ bị bà ấy đưa đi mất. Bà ấy vẫn luôn càm ràm là phải bảo vệ con, nhưng tiếc là bà ấy đã đi sớm hơn một bước. Bà nội không nỡ rời xa con, có người đang lợi dụng di nguyện của bà ấy để hại con. Lúc này ông Ngưu vốn phải ở nhà chăm sóc, cha tôi bỗng chạy hồng hộc đến. Nghe thấy lời của ông Ngưu, ông nội lập tức căng thẳng. Vừa bước vào nhà ông đã đạp cửa, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào muốn hại cả nhà ta. Nhưng khi bước vào tôi và ông nội liền chết lặng, có người đã để 4 gỗ quan tài đỏ trong nhà của tôi. Tính thêm quan tài đỏ đã hạ táng của mẹ tôi là 5. Hơn nữa trên quan tài còn khắc tên của từng người trong nhà tôi. Sau khi mở gỗ quan tài khắc tên bà nội, quả nhiên là bà nội mất đầu đang nằm ở trong đó. Ông nội dường như phát điên đập xuống nắp quan tài, rồi không ngừng rơi nước mắt. Bỗng sau đó ông nội liền yên tĩnh lại, bởi vì trên quan tài khắc có khắc một dòng chữ nhỏ: mượn mạng thì phải trả, thiện ác thì phải báo, người mượn mạng của ta thì cũng đến lúc nên trả rồi. Bà nội bị người ta chặt đầu đưa vào quan tài rồi mang đến nhà tôi, còn nói người nhìn thấy quan tài này phải lưu lại bình luận về thời gian để có thể thăng quan tiến chức. Ông nội thấy vậy liền mau chóng đem tất cả giao cho ông Ngưu rồi bảo chú mau chóng rời đi, dặn dò ông đến Miêu Sơn Lĩnh tìm một đạo quán, mang thứ được bọc kín này giao cho đạo sĩ ở đó. Sơ cửu có thể sống tiếp không là nhờ vào chú hết. Ngưu đề nghị tôi và ông nội đi cùng chú, nhưng ông nội lại bảo chúng tôi không đi được, báo ứng đã đến rồi, nếu đi cùng ông Ngưu sẽ chỉ càng hại tất cả mọi người thôi. Nói xong ông nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài có khắc tên nhị sư huynh. Hương khói của Lý gia ta sớm đã bị đoạn tiệt rồi. Đây là kết quả khi ta đấu với người đã chết. Đại Ngưu chú phải nhớ kỹ, đã đi rồi thì đừng quay đầu. Thấy bóng lưng của ông Ngưu, trong lòng ông nội có quá nhiều cảm xúc. Ông trầm mặc trước mấy gỗ quan tài đỏ trong nhà rất lâu. Ông sờ lên gỗ quan tài của bà nội rồi tự nhủ, Tiểu Mẫn, xin lỗi bà, chưa để bà được sống tốt ngày nào. Chỉ trách tôi trước khi gặp bà lại không phải là người bình thường, chỉ tiếc cho số phận bạc bẽo của chúng ta. Nhưng bà yên tâm, tôi nhất định sẽ để cho sơ cửu sống thật tốt. Tôi kéo góc áo của ông nội bảo ông hạ táng bà, nhưng ông lại nói đã không kịp nữa rồi, mau đi xem cha con trước đi. Lúc này người cha nát rượu của tôi đã phục hồi tinh thần. Sau khi biết bà nội đã mất, ông liền mắng mẹ tôi đúng là sao chổi, à bà muốn hại chết cả nhà tôi. Ông nội liền nổi giận với cha tôi, chuyện này không liên quan đến mẹ sơ cửu, con bé là người phụ nữ tốt, nếu lần này là những người đứng đằng sau mẹ sơ cửu muốn hại chúng ta, đừng nói đến hai người, tất cả người trong thôn đều phải ngỏm. Người tìm đến cửa chính là kẻ thù của ta, ta không phải là đối thủ của hắn, cho dù liều cái mạng già này cũng chỉ có thể bảo vệ được một người. Mày đến đây giúp ta, chúng ta cùng nhau đưa sơ cửu rời khỏi đây. Nói xong ông nội liền đi ra ngoài. Tôi muốn đuổi theo ông nội thì bị cha kéo lại và nói, sơ cửu, dìu ta dậy. Sau khi dìu cha ra ngoài sân thì ông liền bị 4 cỗ quan tài trước mặt dọa cho ngã ngồi ra đất. Vừa mở ra ông liền chạy về phía cửa, lão tử không muốn ở đây chờ chết, các người không đi thì ta đi. Tôi liều mạng bảo cha tôi bên ngoài nguy hiểm để ông mau trở lại, nhưng ông nội lại bảo tôi đừng gọi nữa, lão Lý ta một thân một mình cũng không muốn giữ lại đứa con vô dụng này. Quan tài đã đưa đến cửa, một khi đi ra khỏi thôn là nó sẽ chết. Lúc này đằng sau cha tôi đã có rất nhiều tiền giấy rồi, nhưng ông vẫn cứ đi như vậy mà không thèm quay đầu. Thấy vậy tôi cầu xin ông nội mau đi cứu cha. Ông nội, đó là cha con không thể nhìn ông ấy đi vào chỗ chết được, mọi người đã làm quá nhiều cho con rồi, con không muốn nợ mọi người nữa. Sơ cửu, nó không phải là cha ruột của con. Nghe thấy lời của ông nội tôi liền bật khóc, thì ra những lời người trong thôn nói đều là sự thật, quả nhiên con chính là tạp chủng trong miệng bọn họ, vậy thì để con chết thay ông ấy đi. Cùng lúc đó Lý lão nhị đã
đi đến đầu thôn nhưng ông lại phát hiện cầu qua sông đã bị sập. Tôi cũng đã đuổi đến và bảo ông rằng không được ra khỏi thôn. Nhưng ông lại tưởng là tôi muốn hại ông, ông còn muốn dùng cây gậy đánh chết tôi. Bỗng có giọng nói của người chèo thuyền vang lên, thuyền qua sông, chỉ chở người có duyên. Cha tôi thấy vậy liền gọi người chèo thuyền cập bờ. Sau khi lên thuyền ông còn chửi tôi là thứ tạp chủng. Sau này cũng không cần nhìn thấy tôi nữa. Cha tôi đứng trên thuyền cười một cách điên cuồng, nhưng tôi lại bị một màn trước mặt dọa cho lạnh sống lưng. Bởi vì người chèo thuyền chính là chú Tứ đã chết, cha tôi lên phải thuyền của người chết, mà người chèo thuyền lại chính là chú Tứ đã ngỏm từ lâu. Ông nói nếu không muốn lên thuyền, thì phải lưu lại comment ở phần bình luận để bảo vệ mạng sống. Nghe thấy vậy tôi nhanh chóng hét lên bảo cha mau xuống thuyền. Chú Tứ muốn mạng của cha đó, nhưng ông không những không tin mà còn chửi tôi là thứ tạp chủng. Ông thì thầm rằng Lý lão Tứ đã chết rồi sao có thể ở đây chứ. Cha tôi không tin liền gỡ chiếc nón của người chèo thuyền ra. Sau đó khuôn mặt đáng sợ của chú Tứ xuất hiện trước mặt ông. Cha tôi sợ hãi hét lên, sơ cửu, mau cứu cha. Cha mau nhảy xuống đi. Tôi còn chưa nói hết thì chiếc thuyền đó liền biến thành thuyền giấy. Tiền giấy trên thuyền dần dần rơi xuống, nó cũng đã bắt đầu chìm theo. Lúc này cha tôi vô cùng sợ hãi, sơ cửu mau cứu cha. Cha không nhảy ra được, con mau xuống kéo cha đi. Nhanh lên, mới chỉ qua mấy giây, con thuyền đã chìm hẳn xuống sông, không hề có một chút động tĩnh nào. Tôi đứng trên bờ sông không ngừng gào khóc, nhưng cảnh tiếp theo lại khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Thì ra trên mặt nước yên tĩnh, đã nổi lên vô số chiếc thuyền làm bằng giấy, và trên mỗi chiếc thuyền đều có một người giống như đã chết rồi. Mà dáng vẻ của bọn họ lại rất quen thuộc, hóa ra đó là những người ở trong thôn đã chết. Bọn họ vừa kéo tay tôi vừa kêu oan, trực tiếp kéo người tôi xuống nước, vừa bị rơi xuống nước đã có vô số linh hồn chết oan hội tụ ở đây. Những linh hồn đó tranh giành cơ thể của tôi, giống như quỷ đói vậy. Cùng với nhiều những cánh tay đang thò ra, thì khuôn mặt của chú Tứ cũng dần xuất hiện. Đến giờ rồi, đi cùng ta thôi. Cơ thể tôi đã cận kề với cái chết, bọn họ liền kéo tôi xuống dưới đáy sông. Khi tôi sắp bất tỉnh đến nơi, thì lồng ngực chợt đau nhói, sau đó tôi liền ngất đi, mà những con quỷ kia cũng bị ánh sáng ở ngực tôi đẩy ra xa. Cùng lúc đó ông nội đang ở trên bờ gào thét tên tôi. Sau khi thấy ánh sáng lóe lên ở mặt nước, rồi tôi chợt nổi lên từ đáy sông. Sau khi hô hấp nhân tạo cho tôi, ông liền nói, xem ra trận pháp trước mộ mẹ con đã khởi động rồi. Những linh hồn người chết trong thôn đều bị oán khí của con bé triệu đến rồi. Người đó còn phá hủy cây cầu, hắn muốn nhốt chúng ta ở đây đây mà. Sau đó sẽ giết từng người một, cha và mẹ con đã đi rồi. Tiếp theo là đến lượt con. Tôi ngồi dậy rồi nói với ông là tôi không sợ chết. Ban nãy thứ gì đó ở lồng ngực đã cứu tôi. Sau khi cởi cúc áo và lấy thứ đó ra, thì tôi phát hiện đó chính là miếng ngọc bội của mẹ tôi lúc còn sống. Tôi kinh ngạc hỏi ông, sao miếng ngọc bội này lại được đeo trên người tôi? Tôi nhớ khi hạ táng mẹ, tôi luôn cảm giác như có người đang sờ lên cổ tôi. Chắc là lúc đó mẹ đã đem miếng ngọc bội này đeo lên cổ tôi. Ấy miếng ngọc bội, ông nội vui mừng nói, chắc là miếng ngọc bội này đã cứu tôi một mạng nữa. Nếu mẹ tôi vẫn có ý thức thì có thể phó thác cho bà. Nói xong ông nội kéo tay tôi lại, đi, chúng ta đi tìm mẹ con. Có người thắp 5 ngọn đèn đỏ trước mộ của mẹ tôi. Người thắp đèn nói muốn được ngủ ngon thì phải để lại comment trong phần bình luận. Chính vào lúc này, ông nội phát hiện con đường đi đến mộ của mẹ tôi đã tràn đầy ám khí. Tôi kéo áo ông nội rồi khuyên ông trở về, nhưng ông lại nói chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Đến gặp mẹ là cách duy nhất có thể cứu tôi. Tôi kìm nén lửa giận lại rồi hỏi ông nội, rốt cuộc người muốn hại cả nhà chúng ta là ai vậy? Nhưng sống chết ông nội cũng không chịu nói ra tên của hắn. Ông chỉ nói là mạng của mình là mượn của hắn, bây giờ đã đến lúc phải trả cho hắn rồi. Ông còn dặn tôi sau này phải tránh xa đạo thuật, ngàn lần không được nghĩ đến chuyện báo thù, bởi vì ông chính là một người tu đạo, lúc nào cũng phải chiến đấu với ông trời, nên không chỉ mình ông tuyệt hậu, mà cả nhà cũng phải bồi mạng cùng ông. Tôi bật khóc và đồng ý với ông nội rằng sau này sẽ không động đến đạo thuật, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho người đã hại mẹ tôi. Vì đi ra được sau núi một cách an toàn, ông nội thắp 3 nén nhang rồi đưa cho tôi, bảo tôi đi trước mở đường, còn ông thì ở đằng sau giải tiền giấy. Tôi nơm nớp lo sợ đi về trước. Ông nội luôn dặn tôi không được quay đầu, và nói đây là những con quỷ mà oán khí của mẹ tôi triệu đến, chỉ cần không quay đầu nhìn bọn chúng thì sẽ không sao cả. Sau khi trải qua một đoạn đường dài, cuối cùng tôi cũng đã đến được trước mộ của mẹ, nhưng tôi lại phát hiện có người đã thắp 5 ngọn đèn đỏ ở đó. Ông nội hét lên, không hay rồi, hắn đã đến đây rồi. Đây chính là đèn gọi quỷ, chuyên dùng để dẫn đường cho quỷ. Chính vào lúc này một cơn gió ập đến thổi bay những tờ tiền giấy vừa được giải ra. Tôi vội vàng trốn sau lưng ông nội. Một tiếng động chói tai đang tiến lại gần. Một lúc sau mộ của mẹ tôi đã bị một đàn rơi bao vây. Đàn rơi này không ngừng kêu trước mộ của bà. Ông nội rút ra một thanh kiếm đồng chuẩn bị ra tay, nhưng cảnh tiếp theo lại khiến chúng tôi sợ hãi. Đàn rơi đó lại cùng nhau cúng bái trăng máu. Rơi cúng trăng máu, nói rõ đây là nơi âm khí đã đến cực hạn. Sơ cửu, mẹ con đã biến thành ác quỷ, không thể bảo vệ con nữa rồi. Nếu đã muốn chết, vậy thì để ta liều cái mạng già này với hắn. Sư đệ, ta biết là ngươi đang giở trò, mau ra đây đi, n oán của mấy chục năm trước cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời thì đàn rơi đó đã giải tán. Trong màn đêm liền xuất hiện một người đàn ông. Cảm ơn ngươi đã mang con trai cô ta đến.
nó phải chết, thì ác quỷ mà ta nuôi mới có thể xuất quan được. Sư huynh, đã lâu không gặp, mẹ tôi bị người ta luyện thành ác quỷ. Hắn còn nói nếu không muốn bị mẹ tôi phá, thì phải để lại comment để bảo vệ tính mạng. Nghe thấy lời này ông nội ngẩng mặt lên trời rồi cười lớn. Đây chính là báo ứng. Châu Bát Tự, ta giao mạng của ta cho ngươi, ngươi để Sơ Cửu và người trong thôn được sống đi. Châu Bát Tự vô thức sờ tấm bia của mẹ tôi rồi nói. Vẫn còn muốn sống, không ngờ ý thức cô con dâu này của ngươi lại mạnh như vậy. Cho dù ta dùng bí thuật để biến cô ta thành quỷ, cô ta vẫn còn muốn bảo vệ Lý Sơ Cửu. Đến cả lời nguyền của ta cũng không thể nuốt trọn được ý thức của cô ta. E là khi còn sống cô ta cũng không phải là người bình thường. Hôm nay ta sẽ khiến cho Lý Sơ Cửu chết trước mặt cô ta, để cô ta biến thành con quỷ lợi hại nhất. Còn sống chết của người trong thôn thì chả liên quan gì đến ta. Thấy Châu Bát Tự độc ác như vậy, ông nội tay cầm kiếm đồng xông về phía trước. Hai người liền đánh nhau trước mộ của mẹ tôi. Xem ra phải có một người sống một người chết rồi. Nhưng ông nội từng nói mình không phải đối thủ của hắn. Khi tôi đang thấp thỏm không yên, thì quả nhiên ông nội đã bị Châu Bát Tự đánh trọng thương. Sơ Cửu, con cầm lấy thanh kiếm này rồi chạy mau đi. Cứ chạy về phía trước, không được quay đầu lại. Tôi còn chưa kịp nói thì đã bị ông nội đẩy ra. Thấy bóng dáng mơ hồ của ông, tôi liền bật khóc. Tôi vừa đứng dậy còn chưa kịp phản ứng gì, thì có một bóng người đang giơ rìu lên ở đằng sau muốn chém chết tôi. Quay đầu lại thì thấy đó là chú Tứ. May mà tôi kịp thời trở mình tránh khỏi nhát rìu đó. Nhưng cho dù tôi chạy nhanh như thế nào thì đằng sau không chỉ có linh hồn chết oan đi theo tôi, mà ngay cả bà nội cũng muốn đưa tôi đi. Cha tôi vẫn còn mắng tôi là thứ tạp chủng. Tôi gào lên vì sao bọn họ vẫn cứ bám lấy tôi. Sau khi bịt tai lại, tôi tiếp tục chạy về phía trước và nhớ lời ông dặn là không được quay đầu. Mà bà và cha đã biến thành quỷ của tôi cũng không dám đến gần vì thanh kiếm đồng này. Tôi liều mạng mà chạy. Ông nội nói quỷ rất sợ ban ngày, đợi đến khi trời sáng tôi có thể trở về cứu ông nội. Ngay sau đó tôi liền vấp phải một hòn đá, thanh kiếm đồng liền tuột ra khỏi tay tôi. Thanh kiếm vừa tuột khỏi tay thì chú Tứ đã xuất hiện trước mặt tôi. Chạy đi, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Tôi không còn đường lui nữa nên đành cắm đầu cắm cổ xông về phía trước. Nhưng tôi chưa kịp đến gần thì chú Tứ đã kêu lên một tiếng đau thấu tâm can. Sau đó cả người chú bắt đầu thối rữa, chú đau khổ quỳ xuống đất. Hai bóng người sau lưng chú nói với tôi, tên nhóc, đừng lấy cơ thể của người sống để đấu với quỷ, nếu không sẽ rước bệnh vào người đó. Con có phải là Lý Sơ Cửu không? Nghe thấy vậy tôi lập tức cảm tạ ơn cứu mạng của bọn họ. Con chính là Lý Sơ Cửu. Không biết hai người là Miêu Sơn Lĩnh, Tiêu Diêu Tử, Miêu Sơn Lĩnh, Triệu Tử Long. Nghe thấy Miêu Sơn Lĩnh tôi liền nhớ ra chuyện mà ông nội nhờ ông Ngưu đi làm, các bọn họ là cứu binh mà ông nội mời đến. Tôi quỳ xuống cầu xin đạo sĩ mau chóng đi cứu ông nội tôi. Đạo sĩ liền dịu tôi dậy và nói, con mau đứng lên đi, ta sẽ lập tức đi cứu ông nội con. Tử Long, con mau đưa Sơ Cửu về thôn đợi ta đi, ta cứu được lão Lý thì sẽ xuống núi tìm con. Sau khi trở về, Triệu Tử Long liền nói, âm khí của quan tài đỏ trong nhà quá nặng, khi anh cùng tôi ra cửa ngồi đợi ông nội về. Tôi liền hỏi anh vì sao lại tên là Triệu Tử Long. Triệu Tử Long không phải là một đại tướng quân sao? Anh nhìn lên trời rồi nói tên đó là tên do cha mẹ đặt cho mình. Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết anh đều gọi là Triệu Tử Long. Triệu Tử Long có thể là tướng quân, cũng có thể là người tu đạo. Anh còn chưa nói xong thì tôi đã ngủ thiếp đi rồi. Sáng hôm sau, trưởng thôn dẫn theo một nhóm người đến nhà tôi. Thì ra bọn họ phát hiện cây cầu ra khỏi thôn đã bị phá hủy. Muốn tìm ông nội xem có phải là trong thôn đã đụng phải thứ gì không sạch sẽ hay không. Tử Long nói với tôi hôm qua khi bọn họ đến thì đã gặp hàng trăm con quỷ bao vây thôn. Dù là sau núi hay là ở sông thì tất cả đều là linh hồn của ác quỷ. Sau khi trưởng thôn biết chuyện nhà tôi bị người ta tặng mấy cỗ quan tài đỏ thì đòi vào xem. Tôi liều mạng ngăn cản nhưng không được. Tử Long liền nói ở trong quan tài không có người, nhưng lại có thứ không sạch sẽ, ai mở quan tài ra thì là chuẩn bị cho người đó. Trưởng thôn nghe vậy thì mới từ bỏ cái ý định mở nắp quan tài. Đợi mọi người về hết, tôi liền nói với Tử Long, may là anh lừa được trưởng thôn, nếu không bị bọn họ phát hiện ra bà nội ở trong đó thì nguy to. Anh không lừa họ, anh là người tu đạo có thể ngửi thấy được mùi xác chết. Trong quan tài quả thực không có xác. Tôi sợ hãi mở nắp quan tài của bà nội ra thì phát hiện bên trong quả nhiên không có người. Rõ ràng bà nội nằm trong đây, sao lại như vậy được? Tử Long nói trên đường đi anh và sư phụ để ý thấy có một ngôi nhà ở cuối thôn có mùi xác chết rất nồng, bên trong ít nhất phải có 4 cái xác. Nếu anh đoán không nhầm thì bà nội tôi cũng ở trong đó. Nghe thấy ngôi nhà cuối thôn, tôi liền nhớ ra là nhà của Vương Tiểu Long. Lẽ nào là Châu Bát Tự đem xác họ qua bên đấy? Tử Long nghiêm túc nói, Sơ Cửu, chắc là xác của bà nội em bị thứ gì ở đó thu hút nên mới tự chạy qua đó. Lúc này tôi đã dựng hết cả tóc gáy lên, sao có thể thế được? Bà nội bị mất đầu sao có thể tự mình chạy qua đó được? Bà nội bị mất đầu lại có thể chạy được từ đầu thôn đến cuối thôn, còn cùng những cái xác khác nằm trong ngôi nhà dành cho người chết. Tôi nhìn chiếc quan tài đỏ trống rỗng mà sợ hãi. Mau lưu lại comment ở phần bình luận nhé, một quả táo đỏ sẽ giúp bạn cả đời bình an. Lúc này bỗng trưởng thôn chạy đến nhà tôi, ông bảo bờ sông ở đầu thôn có chuyện rồi. Nghe xong lời này, Triệu Tử Long liền đẩy cửa chạy ra ngoài. Bờ sông lúc này đã chật kín người, hơn nữa dòng sông còn không ngừng phát ra những tiếng kêu gào. Trưởng thôn nói chắc chắn là gặp quỷ rồi, mọi người cũng đang ầm ĩ đòi đi ra ngoài.
Tử Long liền hét lên với mọi người, không được ra ngoài, những thứ dưới sông đều là oan hồn của người chết, ai dám ra ngoài thì sẽ bị bọn chúng lấy mạng. Nói xong anh liền kéo tôi đi, nhưng mọi người lại nói là cái chết của mẹ tôi, hại bọn họ bị quỷ bao vây. Họ còn nói phải giết cả nhà tôi để tế trời. Thấy ánh mắt độc ác của những người trong thôn, Tử Long đẩy tôi ra và bảo tôi chạy mau. Oán khí của người trong thôn ngày càng nặng, bọn cứ lao về chỗ tôi như bị chúng tà vậy. Tôi sợ hãi chạy sâu vào trong thôn. Cuối cùng tôi đã trốn vào nhà của Vương Tử Long, nơi mà ông nội gọi là nhà cho người chết. Sau khi bước vào nhà Vương Tiểu Long, tôi thở phào một hơi, nhưng tôi lại phát hiện có một đôi mắt quỷ đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vàng che miệng lại để không phát ra âm thanh. Thấy mọi người đều đã đi rồi, tôi mới thả lỏng người. Nhưng ngay sau đó ống quần của tôi đã bị ướt bởi vũng nước trên mặt đất. Ngẩng lên thì thấy bốn cái đầu người đang nổi lên trong chum nước. Ba cái trước mặt là của bố, bà nội tôi và Vương Tiểu Long. Cái đầu còn lại là của ông Niu đã chạy ra khỏi thôn. Thấy tình cảnh này tôi bật khóc rồi dập đầu lại ông Niu mấy cái. Tên xúc sinh Châu Bát Tự này, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Sau khi đứng dậy tôi từ từ lại gần cái chum, tôi phát hiện trong mồm ông Niu có một mảnh vải. Để làm rõ chân tướng, tôi vừa xin phép ông Niu vừa thò tay vào để lấy nó ra. Trên mảnh vải không có chữ nhưng lại vẽ một đôi mắt đỏ như máu. Tôi nghĩ chắc là trên đường đến Miêu Sơn Lĩnh ông Niu đã gặp phải Châu Bát Tự. Sau đó liều mạng giấu mảnh vải này vào trong miệng. Ông Niu không biết chữ, ông vẽ đôi mắt này nhất định là muốn truyền cho tôi một tin tức gì đó. Miêu Sơn Lĩnh cách thôn cả trăm cây số, ông không thể nào mời được đạo sĩ về nhanh như vậy được. Hơn nữa Triệu Tử Long sao có thể biết nhà Vương Tiểu Long giấu bốn cái xác được? Rốt cuộc đôi mắt này có quan hệ gì với anh? Miêu Sơn Lĩnh, Triệu Tử Long, rốt cuộc các ngươi là ai? Tiếng mở cửa ngay sau đó đã cắt ngang suy nghĩ của tôi. Mà người đến chính là Triệu Tử Long. Sơ cửu, anh biết là em sẽ trốn ở đây mà. Cái xác của bà nội tự nhảy vào chum nước, còn nói muốn quên bà thì để lại. Một quả bom đem nổ tung cái chum nước ở phần bình luận. Khi tôi đang nghi hoặc ông Niu để lại mảnh vải này là có dụng ý gì, thì bỗng Triệu Tử Long đẩy cửa bước vào. Anh nói những người đuổi giết tôi đã bị anh thuyết phục. Anh còn nói với dân làng rằng tôi là con ruột của mẹ tôi. Nếu giết tôi thì sẽ chỉ khiến cho linh hồn của mẹ tôi càng quấy phá hơn. Nghe thấy vậy tôi liền hỏi Triệu Tử Long, sao anh lại biết ở trong nhà Vương Tiểu Long có bốn cái xác, còn có thứ thu hút bà nội chạy qua đây rốt cuộc là gì? Anh lại nói mình là người tu đạo có thể ngửi thấy mùi xác chết. Anh còn bảo không phải đã nói cho tôi biết rồi sao? TT há tứ thu hút xác chết chạy đến đây thì anh cũng không nói rõ được. Nhưng ban nãy khi đẩy cửa vào anh liền cảm giác mùi vị cứ sai sai. Nói xong còn bảo tôi qua ngửi thử cánh cửa gỗ, vừa đến gần thì có một cỗ mùi đã khiến tôi phải lùi lại. Tử Long nói cánh cửa này được làm bởi quan tài đã hạ táng, mà ngôi nhà này thì chính là ngôi nhà của người chết. Những thứ thu hút bọn họ tuyệt đối không chỉ là cái này. Nghe thấy nhà cho người chết bỗng tôi nhớ ra ông nội cũng từng nói như vậy. Sau đó Tử Long liền kéo tay tôi và nói, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, đợi đến lúc đó thì cánh cửa của ngôi nhà này sẽ tự động đóng lại. Đến lúc đấy thì rất rắc rối, chúng ta ra sau núi tìm ông nội em và sư phụ anh đi. Anh lo bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Trên đường đi Tử Long đưa cho tôi một sợi dây đỏ. Anh nói là dùng máu chó đen nhuộm vào nên có thể tránh tà. Linh hồn quỷ bình thường không dám lại gần. Sau khi chúng tôi ra sau núi thì phát hiện không có người. Trên tấm bia của mẹ tôi đầy vết chém. Tử Long cũng tìm thấy thanh kiếm mà sư phụ anh để lại. Thanh kiếm trấn hồn, rõ ràng là sư phụ không muốn để mẹ em xuất quan. Nhưng rốt cuộc bọn họ đã đi đâu? Nghe đến đây tôi liền nghĩ, không phải bọn họ đã xảy ra chuyện đấy chứ. Nhưng Tử Long lại tin nhất định bọn họ còn sống. Chúng tôi về nhà đợi tin tức. Sau khi về nhà tôi và Triệu Tử Long nương tựa lẫn nhau. Anh an ủi tôi, sư phụ và ông nội nhất định sẽ không sao. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì sau này chúng tôi nhất định sẽ tìm Châu Bát Tự báo thù rửa hận. Sáng hôm sau tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi ra ngoài còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trưởng thôn tóm lấy. Sau khi bọn họ dẫn tôi đến tế đường trong thôn thì Tử Long cũng đã kịp đuổi đến. Lạnh lùng chất vấn trưởng thôn vì sao lại bắt tôi. Các ngươi vì chuyện trong thôn thì ta không quản, nhưng các ngươi không được động vào Lý Sơ Cửu. Nghe thấy vậy trưởng thôn liền chỉ vào hai thầy làm người giấy rồi nói, hai người này đều là cao nhân đi qua thôn, nghe nói trong thôn có quỷ nên đặc biệt ở lại giúp đỡ. Bọn họ nói muốn giải quyết oan hồn của mẹ Sơ Cửu thì phải dùng Sơ Cửu để dụ bà ra. Tử Long tức giận nói bọn họ đây là muốn tôi chết. Mặt của hai thầy làm người giấy thì đầy ý cười, ngươi hiểu lầm rồi tiểu huynh đệ, chúng tôi không phải để Sơ Cửu dụ mẹ nó ra, chúng tôi chỉ muốn làm một người giấy giống nó đi thay thôi. Người giấy nhập hồn có thể lừa quỷ. Nghe xong Tử Long đứng chặn trước mặt bảo tôi đừng dễ dàng tin bọn họ, nhưng tôi lại muốn thử một lần, nếu không làm như vậy e là hai người chúng tôi đều gặp họa. Sau khi hai thầy làm người giấy dặn dò tôi xong thì đã làm ra một người giấy giống hệt tôi rồi. Trong lúc này không được để bất cứ ai quấy rầy, hơn nữa còn cần hai đứa trẻ một nam một nữ đứng ở cửa giúp tôi bảo vệ linh hồn. Khi cánh cửa gỗ sắp đóng lại thì Tử Long hét lên với tôi, Sơ Cửu em nhớ lấy, nhất định không được để bọn họ vẽ lên người giấy của em. Anh chưa nói xong thì tiếng khép cửa liền vang lên. Tôi thắc mắc lời Tử Long chưa nói hết rốt cuộc là có ý gì. Đã đến thời khắc bọn họ làm phép trên người giấy, nhất nhân tà âm, nhất nhân hữu dương. Sau khi thắp hai nén nhang bọn họ liền bái trời bái đất bái tổ tiên. Lập tức một người lấy máu một người lấy tóc,
Không lâu sau, thì một người giấy giống hệt mình xuất hiện trước mặt tôi. Thanh trúc bạch chỉ chát tiểu nhân, họa bì họa cốt nan họa hồn, đề bút nhất họa âm dương nhãn, thị chỉ thị hồn diệt thị nhân, sơ cửu mắt của mình. Vậy thì cậu tự vẽ lên đi. Họ đã làm ra một người giấy giống hệt tôi, lại còn nói phải tác một người bạn vào phần bình luận. Xem sau này có đại phú đại quý không? Vừa vẽ xong mắt cho người giấy thì bọn họ bắt đầu niệm thần chú. Lời nguyền trong tay anh ta liền thắp lên một ngọn lửa. Sau đó ngọn lửa hóa thành một làn khói rồi nhập vào người giấy. Mà ba hồn của tôi dường như cũng bị đưa đi rồi. Ngược lại dáng vẻ của người giấy đó thì ngày càng sinh động. Sau mấy phút hai thầy làm người giấy liền hét lên, thành rồi. Bọn họ liền để hai đứa trẻ giữ cửa trở về nhà. Còn dặn bọn chúng trên đường đi nhất định không được quay đầu. Sau khi hai đứa trẻ rời đi thì người kia liền nói. Người giấy đã thành, nên làm bước tiếp theo rồi. Đi cho ta, nghe thấy vậy tôi rất tò mò. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì người giấy đó đã cử động rồi. Bọn họ nói với tôi rằng người giấy sẽ dụ mẹ tôi ra rồi đi cùng nó. Đến lúc đó người trong thôn sẽ được an toàn. Nhưng tôi lại không thể khống chế được cơ thể, mà đi theo người giấy ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa tôi cảm thấy mình ngày càng lạnh. Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Để cho mình tỉnh táo tôi đã không ngừng cào chảy máu tay. Lúc này bỗng tôi phát hiện, người giấy đó đã đi đến cửa nhà tôi. Sau khi hai thầy làm người giấy mở cửa ra liền nói, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Thấy vậy tôi liền nhặt một viên đá rồi đập vào đầu. Mẹ tôi chôn ở sau núi, rốt cuộc các người đến nhà tôi là vì mục đích gì? Hắn lập tức đẩy tôi ra, trong tay lập tức xuất hiện bốn cây kim bằng thép. Hắn vừa điên cuồng chọc vào quan tài đỏ nhà tôi vừa hét lên, lát nữa phải nói cho trưởng thôn biết nguyên nhân, chính là vì bốn cái quan tài đỏ này mới được. Lúc này tôi đã bất cử bất động nằm trên mặt đất. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Lý Sơ Cửu, ngươi cứ ngủ ngon một giấc ở đây đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện ra trưởng thôn đã chuẩn bị đem đốt bốn chiếc quan tài đỏ. Hai vị cao nhân nói rồi, chỉ cần đốt bỏ mấy cái quan tài đỏ này thì thôn chúng ta sẽ được bình an. Tôi nằm trên nền đất lạnh và chịu đựng những lời nguyền rủa của dân làng. Khi trưởng thôn hét lên đốt lửa thì vô số ngọn đuốc đã được ném vào trong, ngọn lửa liền bao phủ cả nhà tôi ngay lập tức. Ông nội, người Bảo Châu bắt tự để người trong thôn được sống, nhưng vì sao bọn họ lại hy vọng cả nhà mình phải chết chứ? Tôi run rẩy đi về phía bọn họ, cái lạnh thấu xương làm tôi rất khổ sở. Hôm nay tôi để ngọn lửa này xua đi cái giá lạnh. Ngọn lửa dần dần bao phủ lấy cơ thể tôi. Khi tôi sắp bị ngọn lửa bén vào người thì bỗng Triệu Tử Long xuất hiện rồi kéo tôi ra. Ngu ngốc, đám người các ngươi đều đáng chết. Hai cao nhất đó rõ ràng là kẻ lừa đảo. Các ngươi tưởng là chuyện này sẽ kết thúc ở đây sao? Ta chỉ nghĩ là các ngươi ngu thôi, không ngờ các ngươi lại ích kỷ vô tình như vậy. Nói xong Tử Long liền cõng tôi lên. Đi Sơ Cửu, anh đưa em về nhà. Sau khi được Triệu Tử Long cứu ra từ ngọn lửa, tôi liền hỏi anh vì sao toàn thân lại cảm thấy lạnh. Tử Long nói là vì tôi đã vẽ cho người giấy đôi mắt, nên nó mới lấy trộm mệnh hồn, một trong ba linh hồn của tôi. Vì thiếu mất một linh hồn nên hàn khí mới nhập vào cơ thể. Nếu anh không chạy đến kịp thời thì tôi đã sớm trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Cũng vì anh đã nhìn thấy mảnh vải trên người tôi ở tế đường nên mới nghĩ đến chỗ này. Tôi nghi hoặc rồi hỏi anh, mảnh vải luôn ở trong túi của tôi, sao anh biết là tôi đánh rơi? Hôm đó khi em giấu mảnh vải đi, anh đã nhìn thấy hết rồi. Anh ngửi thấy mùi xác chết của ông Ngưu trên mảnh vải đó, nên anh đoán có thể ông muốn gửi cho em một tin tức gì đó. Hơn nữa khi anh đang đứng ngoài tế đường thì đã nhìn thấy một con quỷ nhỏ đang dẫn theo hai đứa trẻ thay em canh cửa đi về phía nhà Vương Tiểu Long. Sau khi anh đuổi theo con quỷ nhỏ đó đến bờ sông thì phát hiện ở đó toàn là người giấy chưa được vẽ mắt, nên anh đoán là ông Ngưu bị mấy tên thầy làm người giấy hãm hại. Anh biết bọn họ muốn hại người thì phải đích thân vẽ mắt lên thì mới có tác dụng, nên vẽ mắt là muốn nhắc nhở em phải đề phòng bọn họ. Nghe xong tôi vô cùng hoang mang, vội hỏi Tử Long chuyện con quỷ nhỏ là sao. Con quỷ nhỏ đó chắc chắn có liên quan đến hai tên thầy làm người giấy kia, nhưng nó còn nhỏ quá nên vẫn chưa mạnh. Anh cũng không biết mục đích mà nó bám theo hai đứa trẻ kia là gì. Đừng quản mấy chuyện này vội, nhân bây giờ là sáng sớm, tuy là hơi tối nhưng vẫn có chút dương khí. Anh sẽ nhanh chóng chiêu hồn cho em, nếu không em sẽ phải chết ngay lập tức. Vừa dứt lời thì bên ngoài trời đã đổ mưa. Tử Long nhìn lên bầu trời rồi thì thầm, cơn mưa này không bình thường. Bây giờ không có cách nên đành phải đợi trời sáng thôi. Rất nhanh tôi đã dựa vào người Tử Long ngủ thiếp đi. Bỗng nửa đêm ở bên ngoài có người gọi tên tôi. Sơ Cửu, Lý Sơ Cửu, mau đi theo ta. Tôi bị âm thanh câu hồn này dụ ra ngoài nhà, ngẩng đầu lên thì thấy đó là người giấy đã lấy trộm mệnh hồn của tôi. Nó nhẹ nhàng ngoắc tay với tôi liền mơ mơ hồ hồ đi qua. Sau đó hai chúng tôi liền đi đến trước mộ của mẹ. Mẹ, mọi người đều đi rồi, chỉ còn một mình con rất đau lòng. Tôi mất kiểm soát lặp lại những lời của người giấy. Bỗng ngay sau đó nó cầm một hòn đá lên rồi hét lớn, bây giờ Sơ Cửu sẽ xuống với mẹ. Người giấy điên cuồng dùng hòn đá đập vào đầu mình. Tôi cũng mất kiểm soát mà đập theo người giấy. Chết đi, mau chết đi cho ta. Lúc này đầu tôi đã đầy máu, Triệu Tử Long đã kịp thời xuất hiện và ngăn tôi lại. Sau đó anh liền đá một phát thật mạnh vào đầu của người giấy. Sơ Cửu, bây giờ anh sẽ chiêu hồn cho em, không thể đợi đến khi trời sáng nữa rồi. Nói xong anh cắn đầu ngón tay rồi vẽ một trận pháp bên cạnh người giấy. Tay anh cầm lá bùa rồi niệm thần chú. Sơ Cửu, mau gọi mệnh hồn của em nhanh.
bảo nó mau trở về. Mệnh hồn của ta, ngươi mau quay về đi, mau quay về đi. Sau đó có một làn khói trắng tỏa ra từ người giấy, trực tiếp nhập vào cơ thể tôi. Một trận bát quái âm dương bao phủ lấy tôi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được mệnh hồn của mình. Lúc này trời đã sáng. Tử Long nói đây cũng là lần đầu tiên anh thi triển thuật gọi hồn. Cuối cùng cũng cứu được em rồi. Tôi còn chưa cảm nhận được niềm vui thì dòng chữ trên người giấy đã trực tiếp khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Tử Long anh mau xem này, sau lưng người giấy viết tên của ông nội em. Nghe thấy vậy Triệu Tử Long hét lên, không hay rồi, mau xuống núi. Rõ ràng người giấy này giống hệt tôi, nhưng trong đầu lại viết tên của ông nội. Sau khi Triệu Tử Long biết thì hét lên không hay rồi. Anh lập tức quỳ xuống đất mà khóc. Sư phụ anh và ông nội em, thực ra bọn họ ở sau núi không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là bọn họ trốn đi thôi. Tôi ngỡ ngàng rồi hỏi anh họ trốn ở đâu. Nhìn theo hướng tay anh chỉ thì đó chính là quan tài đỏ bị trưởng thôn Tiêu Thành cho vào tối hôm qua. Hai nhúng tóc trắng trên đầu người giấy là của ông nội em. Mục đích thực sự của hai tên thầy làm người giấy không phải là dụ mẹ em ra, mà là tìm được ông nội em. Nhất định là sư phụ anh và ông nội em vì muốn tránh thứ gì đó nên mới trốn vào trong quan tài đỏ. Ông nội chính là người bị thiêu sống trong quan tài. Nghĩ đến đây tôi không nén được lửa giận trong lòng. Tôi và Tử Long quỳ về phía quan tài đỏ rồi bật khóc nức nở. Ông nội Tiêu Diêu Tử, là con liên lụy đến hai người. Nếu con thông minh hơn một chút thì hai người sẽ không bị thiêu sống rồi. Tử Long cũng khóc nức nở rồi dìu tôi đứng dậy rồi nói, không phải là chúng ta ngốc, mà là kẻ thù quá giảo hoạt. Một khi sư phụ anh và ông nội em mất thì bọn chúng sẽ không có bất kỳ lo lắng nào nữa, có thể giết em bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta không phải là đối thủ, anh phải thử phá vòng bao vây của quỷ xem, sau này sẽ tìm chúng báo thù. Tôi nhặt một nắm đất của quê hương lên rồi thề, nếu Lý Sơ Cửu tôi có thể sống tiếp thì nhất định sẽ tìm chúng báo thù, cho dù chúng có đi đến chân trời góc bể thì cũng sẽ phải chết. Vừa dứt lời thì có hai đứa trẻ xuất hiện rồi kéo tay của tôi. Anh Sơ Cửu đừng khóc, cho anh kẹo này. Sau khi cầm lấy tôi chợt phát hiện đó chính là viên kẹo mà tên thầy làm người giấy cho bọn họ ăn hôm đó. Tử Long nhìn viên kẹo rồi nói, nó được làm từ mỡ và thịt người, không muốn bị làm thành kẹo thì hãy nhanh chóng để lại một viên kẹo dưới phần bình luận. Nghe thấy lời này tôi càng tức giận hơn, đề nghị để hai đứa trẻ này đi cùng chúng tôi. Nhưng Tử Long lo lắng đạo hành của mình không đủ làm liên lụy đến bọn trẻ, đều là người tu đạo nên chắc mấy tên thầy làm người giấy kia cũng hiểu sát hại sinh mạng vô tội là nghiệp chướng lớn như thế nào. Sau khi tạm biệt hai đứa trẻ, chúng tôi liền đi về phía đầu thôn, và khi đến đó thì lại phát hiện ra có rất nhiều oan hồn đang đứng ở trên sông. Tử Long nói thì ra tên thầy làm người giấy kia thả thuyền giấy xuống sông là vì muốn những oan hồn kia lên được bờ. Sau khi lên bờ chúng sẽ kéo người dân trong thôn làm quỷ thế mạng. Vừa hay hôm nay là rằm tháng 7, cũng là tuần đầu của mẹ em. Châu Bát Tử định cho em bay màu trước khi trời tối, chúng ta phải nắm bắt thời gian để qua sông. Nói xong Tử Long liền cứa tay, dùng máu vẽ hai lá bùa lên chiếc thuyền. Lúc này trưởng thôn và hai tên kia đã đuổi kịp đến đầu thôn. Không thể để tên tạp chủng Lý Sơ Cửu chạy thoát được, nó gây ra tai họa cho thôn chúng ta, nhất định phải lấy mạng nó để tế oan hồn, nếu không các ngươi đều phải chết. Trên con sông này có 999 oan hồn, bọn chúng nói nếu không muốn biến thành oan hồn thứ 1000 thì hãy để lại comment tư thế lướt điện thoại của bạn ở phần bình luận. Thấy sắp va phải thuyền giấy của oan hồn, tôi và Tử Long đành bấu chặt tay vào mạn thuyền. Cùng với một tiếng bịch vang lên thì thuyền giấy đã bị chúng tôi đâm chìm, lá bùa trên thuyền gỗ cũng đã bị nước sông rửa trôi. Tử Long thấy vậy liền lấy ra mấy quan tiền rồi nói, lá bùa đã bị nước xóa đi, đành phải dựa vào nó thôi. Vừa dứt lời thì những oan hồn đó lại nhảy lên thuyền, năm quan tiền cứ thế mà rơi khỏi tay tôi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì tôi liền bắt lấy năm quan tiền rồi hét lên, tiếp theo phải làm sao, mau lấy sợi dây đỏ buộc năm quan tiền lại rồi ném xuống sông đi. Quả nhiên năm quan tiền đó vừa rơi xuống nước thì oan hồn lập tức tránh xa ra. Tử Long nói năm quan tiền đó có thể khiến những người chết ở đây không thể lại gần thuyền của chúng ta, đây cũng là lá bài cuối cùng mà tiền bối Tiêu Diêu Tử truyền cho anh. Nhưng ngay sau đó có rất nhiều móc câu cá lao đến từ bốn phương tám hướng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không lâu sau thuyền gỗ sẽ chìm mất. Tôi chỉ về phía hòn đá cách đây không xa rồi đề nghị trốn vào đó trước đã, nhưng Tử Long thẳng thắn không đồng ý. Tôi túm lấy cổ áo của anh rồi nhảy luôn xuống sông. Tử Long không ngừng dùng máu để khiến những oan hồn ở đằng sau tránh xa, tôi cũng dùng rất nhiều sức để kéo anh về phía hòn đá. Cuối cùng hai chúng tôi cũng đã leo lên được hòn đá và tạm thời thoát khỏi những oan hồn. Vừa nằm nghỉ ngơi được một lúc thì thứ được quấn trong vải trắng thu hút tôi, mở ra thì thấy đó là thước sắt mà ông nội nhờ ông Ngưu mang đến Miêu Sơn Lĩnh. Tử Long vừa nhìn là đã nhận ra đây là thần khí thượng đẳng thước trấn hồn, cũng là tín vật trưởng môn của Huyền Chân Môn, chả trách những oan hồn kia không dám đến gần đây. Xem ra ông Ngưu muốn đem nó đến tìm sư phụ anh để cứu em, không ngờ lại lạc vào nơi này, nhưng bây giờ lại cứu em một mạng. Tiếc là thuyền của chúng ta chìm rồi, tiếp theo chỉ đành trở về thôn thôi. Chắc chắn người trong thôn nghĩ là hai chúng ta đã sớm bị quỷ ở sông hại chết rồi, sẽ không ngờ là chúng ta còn trở về thôn, nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Sau khi trở về thôn, tôi và Tử Long phát hiện người trong thôn đang di chuyển đến mộ của mẹ tôi. Bám theo đám người đến mộ thì phát hiện hai tên thầy làm người giấy kia đang chỉ huy dân làng đào quan tài mẹ tôi lên, còn nói chỉ có đào mẹ tôi lên chiêu độ
thì trong thôn mới được an toàn. Những người đàn ông trong thôn, dưới sự chỉ huy của trưởng thôn liền uống hết chén rượu khai mộ. Nhưng còn chưa uống xong thì dưới đất đã toàn là máu rồi. Hai tên kia dặn dò dân làng cho dù đào phải cái gì thì cũng không được dừng tay. Sau nửa canh giờ, cỗ quan tài đỏ của mẹ tôi đã bị đào lên. Một mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tử Long nói xác của mẹ tôi đã hóa thành máu. Trong quan tài chỉ có hồn ma của bà mà thôi. Đây chính là lấy xác nuôi quỷ đến xương cốt cũng không còn. Thứ còn lại chỉ có âm hồn thôi. Anh còn nói lâu như vậy mà mẹ tôi vẫn chưa phá quan hại người. Thì chắc chắn khi còn sống bà không phải là một người bình thường. Cùng lúc đó tên thầy làm người giấy ở bên phải lại cho người buộc hắn lên quan tài đỏ. Nói như vậy mới có thể trấn được con quỷ mạnh nhất ở trong. Thấy cảnh này Tử Long liền nói, đây là trẻ con trấn quan, có thể tạm thời trấn áp âm khí ở trong. Không ngờ tên này lớn tuổi như vậy mà vẫn còn là một đứa trẻ. Chả trách thật làm người giấy lại lợi hại như vậy. Tên thầy làm người giấy đào mộ mẹ tôi lên, còn cho người trói mình lên quan tài đỏ để trấn âm. Hắn còn nói người nhìn thấy cỗ quan tài này phải lưu lại comment ở phần bình luận để thăng quan phát tài. Sau khi đi theo dân làng đến đầu thôn thì phát hiện những oan hồn bị mẹ tôi thu hút đều tập trung đứng ở đầu thôn không dám bước vào, dường như có một bức tường vô hình cản chúng lại vậy. Hai tên kia bối rối một lúc nhưng cũng không dám chậm trễ, tiếp tục khiêng quan tài đi về phía cuối thôn, mà địa điểm lại chính là nhà của Vương Tiểu Long. Rõ ràng nhà Vương Tiểu Long là dành cho người chết, sao hôm nay lại trang hoàng như phòng cưới vậy? Tên thầy làm người giấy dặn trưởng thôn, trừ 8 người khiêng quan ra thì không ai được đi vào hết. Cho dù tối nay nhìn thấy cái gì cũng không được ra ngoài. Muốn sống thì thành thực chờ ở trong này cho ta. Sau khi quan tài được đưa vào ngôi nhà, thì bên trong có một người tay cầm hoa giấy và hai đứa trẻ bằng giấy từ từ đi ra. Sau khi đặt người giấy trước cửa liền quay người đi vào. Mà người này chính là Châu Bát Tự, người đã giết ông nội và tiền bối Tiêu Diêu Tử. Quả nhiên hai tên kia và hắn là cùng một nhóm. Để hiểu rõ tình hình trong đó, tôi và Tử Long từ từ leo lên mái nhà, lật một viên ngói lên rồi nhìn vào trong. Châu Bát Tự và hai tên thầy làm người giấy, một trái một phải đang nghiêm túc nhìn về phía trước. Những đứa trẻ trong thôn đều đang quỳ xuống mặt đất, mà bên cạnh quan tài của mẹ tôi lại có xác của một đứa trẻ. Thấy vậy Tử Long rất hoang mang. Anh hiểu rồi, chúng muốn dùng kẹo làm từ mỡ và thịt người để khống chế bọn họ. Sơ Cửu, em có nhớ ông nội em từng nói khi ông lên thị trấn mời thầy làm người giấy đã gặp một gia đình bị hồn ma trẻ con phá không? Đứa trẻ đó là do Châu Bát Tự giết, hắn muộn lợi dùng hồn ma đứa trẻ giữ chân ông nội em. Sau đó Vương Tiểu Long mới có cơ hội chuyển mẹ em sang quan tài đỏ. Chú tứ em nhất định cũng là do hắn hại chết, cả đều là do Châu Bát Tự lên kế hoạch. Lúc này Châu Bát Tự đang thì thầm, em mờ quỷ ở ngoài không dám bước vào, chắc chắn là có thứ gì đó đang che chở cho cái thôn này. Sư huynh ta và lão đạo sĩ kia đều bị thiêu thành cho rồi. Rốt cuộc là ai đây? Lên nhiều kế hoạch như vậy chỉ vì tối nay. Đêm dài lắm mộng không thể đợi nữa. Bắt đầu thôi. Lúc này tôi kinh ngạc phát hiện trên Châu Bát Tự đó không có bóng người. Tử Long nói anh đã sớm phát hiện ra rồi. Trên người Châu Bát Tự không có hơi thở của người sống. Chắc hắn là một người chết, nhưng không biết vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy. Một người sống không ra sống, chết không ra chết. Lúc này Châu Bát Tự đang vẫy tay về phía tên thầy làm người giấy. Tên đó lập tức đốt lửa châm nhang rồi đặt ở trước mặt 8 người khiêng quan. Tên còn lại thì tay cầm một hộp sọ và dùng thước sắt gõ vào nó. Hắn vừa gõ vừa lẩm bẩm niệm thần chú trong miệng. 8 người khiêng quan lập tức đi về phía chum nước, sau đó dùng dao cứa vào yết hầu của chính mình để máu tươi chảy vào 4 cái chum nước lớn trước mặt. Người đàn ông này chỉ là gõ vào hộp sọ của cha hắn. 8 người đàn ông trước mặt liền cứa cổ để tất cả máu của mình chảy vào trong 4 cái chum nước. Khi người đàn ông này lại gõ một lần nữa thì 8 người này liền ngã xuống đất, mà trong chum máu đó lại dần dần hiện ra 4 cái xác. Trên cái xác đã có đầy những con giòi và côn trùng. Tử Long thấy vậy thì hét lên 5 loại độc của Miêu Cương. Đây là thuật hắc vu của Miêu Cương, loại độc này đã sớm được hạ vào cơ thể bọn họ rồi, nên Châu Bát Tự mới thu thập xác. Hắn muốn dùng xác để luyện trùng, trong vài giây mấy cái xác liền bị trùng độc ăn hết thịt. Mà Châu Bát Tự lại dám cầm một con rết lớn lên rồi bỏ vào trong miệng nhai. Sau khi ăn hết con rết, hắn lại cầm những con trùng độc khác lên bỏ vào miệng ăn hết. Sau đó hắn quỳ xuống đất, cả người run rẩy, trong miệng nôn ra một thứ nước đen. Ngay sau đó cơ thể hắn bắt đầu có sự thay đổi. Tử Long nói Châu Bát Tự vốn không phải là người sống, chắc hắn đã dùng bí thuật gì để biến mình thành bộ dạng này. Bây giờ trong người hắn đã có 3 linh hồn, sau này có thể giống như người sống, không sợ dương khí, lại còn có thể làm tăng tuổi thọ nữa. Cùng lúc đó hai tên thầy làm người giấy quỳ xuống rồi hét lên, chúc mừng sư phụ đã luyện thành xác 3 hồn, sau này không cần phải uống máu trẻ con để duy trì sự sống nữa. Châu Bát Tự vừa sống lại ngẩng mặt lên trời rồi cười lớn, quả nhiên thuật hắc phu đủ mạnh. Bây giờ bắt đầu làm chuyện cuối cùng thôi. Nói xong hắn liền thắp 3 nén nhang rồi cắm vào quan tài đỏ, dùng dây đỏ buộc vào chúng. Tử Long sợ hãi nói, Sơ Cửu, tên Châu Bát Tự đó muốn tổ chức minh hôn với mẹ em. Tôi còn chưa kịp nói thì anh đã che miệng tôi lại. Không đúng, hồn ma trẻ con đang quỳ đi đâu rồi? Nhìn kỹ lại thì thấy hồn ma của đứa trẻ đã biến mất. Ngay lập tức có một tiếng cười man dợ vang lên đằng sau hai người. Hồn ma trẻ con này như đang muốn truyền một thông tin gì đó. Sau khi trói tôi và Tử Long trước mặt quan tài đỏ, Châu Bát Tự bắt đầu tà thuật để minh hôn. Hắn còn cho người giết hết những đứa trẻ kia.
dùng máu của bọn trẻ để trấn giữ oán khí của mẹ tôi. Triệu Tử Long hét lên, lẽ nào ngươi không sợ sẽ gặp phải báo ứng sao? Người như ta thì lấy đâu ra báo ứng? Giết cho ta! Thấy lưỡi đao của tên thầy làm người giấy sắp hạ xuống, thì bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Khi Châu Bát Tự chuẩn bị giết những đứa trẻ trong nhà để lấy máu thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Nửa đêm thì hai nặng một nhẹ, không phải người đi đường thì chắc chắn là quỷ. Châu Bát Tự trầm mặc nói, ngươi ra xem, cho dù là người hay quỷ thì đều giết cho ta. Tên kia đi đến trước cửa, sau khi mở cánh cửa gỗ ra, chú tứ đã ngỏm từ lâu của tôi liền xuất hiện trước mắt hắn. Chú như phát điên cầm một cái rìu chém về phía Châu Bát Tự, nhưng lại bị hắn tránh được. Nhưng chú tứ vẫn không ngừng giơ rìu chém về phía hắn. Lý lão tứ, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, nếu không có ta thì ngay cả quỷ ngươi cũng không được làm đâu. Nói xong, Châu Bát Tự túm được tóc của chú tứ, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí. Chú tứ bị túm tóc liền gào lên, ngươi không có tư cách lấy cô ấy làm vợ, kiếp này ngươi thương thiên hại lý, sau khi chết địa phủ cũng không chứa ngươi đâu. Chú tứ còn chưa nói hết thì đã bị Châu Bát Tự bóp nát đầu. Ra đây đi, trò chơi này quá nhạt nhẽo rồi, ta đã sớm biết trong thôn này có điều kỳ lạ, người có thể ngăn được quỷ của ta tiến vào thôn cũng chỉ có hai người các ngươi. Vừa dứt lời, bóng của hai người liền xuất hiện trong nhà. Người đến chính là ông nội và tiền bối Tiêu Diêu Tử bị thiêu sống của tôi. Thấy ông nội còn sống, tôi vô cùng kinh ngạc, Châu Bát Tự cũng vô cùng hoài nghi, không phải hai người các ngươi bị thương nặng trốn trong quan tài đỏ sao? Ta đã cho người đốt quan tài rồi, sao các ngươi vẫn còn sống chứ? Quả thực Châu Bát Tự ngươi thông minh, nhưng ngươi không chú ý có điều gì kỳ lạ trong trận mưa khi thiêu quan tài sao? Nếu không phải ta sử dụng thuật hô mưa gọi gió thì hai chúng ta thực sự đã bị ngươi thiêu chết rồi. Trận mưa đó đã dập được lừa, người trong thôn vì muốn báo cáo với các ngươi nên đã ném quan tài xuống sông, như vậy mới khiến chúng ta nhặt được mạng về. Ta còn tưởng trong thôn còn có cao nhân giỏi như thế nào, hóa ra chỉ là may mắn thôi. Để ta xem lần này hai ngươi sống kiểu gì. À, âm dương hữu, đóng cửa. Cánh cửa vừa đóng lại thì ba người lập tức bao vây ông nội. Hai tên kia lập tức xông về phía ông nội, một cú đá đã bị ông nội chặn lại, sau đó hắn lại tấn công thêm một đao, nhưng lại bị ông nội túm được cổ. Hắn liều mạng dùng sức định đâm vào lồng ngực của ông. Khi hắn cảm thấy sắp hết sức thì một đao đã xuyên qua cơ thể của ông nội, với một âm thanh răng rắc vang lên, cổ của hắn cũng đã bị đứt lìa. Ông nội cũng hết sức liền ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Châu Bát Tự đang giao đấu với tiền bối Tiêu Diêu Tử, tay ông cầm một thanh kiếm vàng rồi lao về phía Châu Bát Tự. Nhưng Châu Bát Tự không hề hoang mang chút nào mà nhận phát kiếm đó. Ta không phải người cũng chẳng phải ma, ngươi tưởng là có thể giết chết cơ thể này của ta được sao? Hôm nay ta sẽ cho tên đạo sĩ nhà ngươi thấy thuật hắc phu của ta. Những thứ trong miệng người đàn ông này đều là côn trùng cánh dài, chỉ cần bị chúng chạm vào người một cái thôi là sẽ bị thối rữa. Tiền bối Tiểu Diêu Tử liền dùng kiếm chặt đứt cánh tay chúng độc của mình, sau đó nằm trên mặt đất và hét lên, còn nói không muốn bị như ông thì để lại comment ai cần đầu tiên vào dưới phần bình luận này. Châu Bát Tự thấy vẻ mặt thống khổ của đạo sĩ thì đắc ý, đây vốn là tam thi của ta dùng để duy trì sự sống, nếu không vì đối phó ngươi thì ta cũng không nỡ dùng đâu. Sư huynh, năm đó khi ngươi hại ta còn ác hơn bây giờ gấp vạn lần, may mà ông trời vẫn có mắt để mạng ta vẫn sống được đến bây giờ. Y thuật hắc phu không thể cứu người, nhưng hại người cũng không thể so với đạo thuật được. Lúc này tên thầy làm người giấy cầu xin Châu Bát Tự cho phép hắn giết ông nội báo thù cho đồng đội, nhưng Châu Bát Tự lại muốn chúng tôi tận mắt chứng kiến hắn và mẹ tôi kết minh hôn, sau đó để tên kia đến giày vò chúng tôi. Nghe xong, tên thầy làm người giấy thắp hương rồi tiếp tục niệm chú. Lúc này ông nội bò đến sau lưng tôi rồi nói, sơ cửu lát nữa ông sẽ cắt đứt dây thừng, con mau ra đánh thức mẹ con dậy trước, tuyệt đối không được để Châu Bát Tự kết minh hôn với con bé. Châu Bát Tự quay người lại nói, Tạ M, bắt đầu. Những đứa trẻ dưới sự khống chế của Tạ M lập tức đứng lên, chết hết cho ta. Vừa dứt lời, những đứa trẻ liền tập trung xông về phía quan tài đỏ, cùng với tiếng bịch vang lên thì đám trẻ cũng ngã nhào ra đất không có động tĩnh. Thấy cảnh này, Tiêu Diêu Tử vô cùng tức giận, ông chỉ tay vào Châu Bát Tự rồi mắng, nhưng Châu Bát Tự lại không nói gì, hắn chỉ một lòng muốn kết minh hôn. Cùng lúc đó, tôi thoát khỏi dây thừng rồi xông ra ngoài, tôi đập một phát nắp quan tài của mẹ liền mở ra. Châu Bát Tự thấy tôi phá hoại chuyện tốt của hắn, liền thả những con trùng độc trong miệng ra, thấy mình sắp bị thứ độc ác đó chạm vào người, bỗng một cánh tay trong quan tài kéo tôi lại, mà người này chính là người mẹ đã mất của tôi. Châu Bát Tự thấy dung mạo của mẹ tôi thì cười, truyền thuyết nói con gái của gia tộc các ngươi đều đẹp như tiên, hôm nay được gặp quả nhiên là như vậy, chả trách sư huynh của ta cũng không nhịn được để ngươi hạ sinh Lý Sơ Cửu, hôm nay ta sẽ để ngươi làm vợ ma của ta, cùng ta hưởng thụ những vinh hoa phú quý. Tôi vội vàng hét lên với cái xác của mẹ bảo bà nhanh tỉnh lại, hàng lông mi của bà bắt đầu run nhè nhẹ. Châu Bát Tự thấy vậy thì nở một nụ cười nham hiểm, tôi liều mạng gọi mẹ tôi, bỗng cỗ quan tài đỏ đó liền bị phá vỡ, đôi mắt của mẹ tôi cũng đã mở to, nhưng sau khi tỉnh lại bà luôn túm lấy cổ của tôi. Tôi khó khăn gào lên, con là Sơ Cửu đây, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt của mẹ. Lúc này mẹ bỗng ném tôi đi, cũng may là ông nội đã đón được. Tôi khóc lóc cầu xin ông nội nhất định phải cứu lấy mẹ. Lúc này hình như mẹ tôi đã biến thành ác quỷ, ánh mắt bà tràn đầy sát khí. Mẹ tôi đã mất rồi mà vẫn còn bị người ta dòm ngó nhan sắc, không chỉ cho người đào lên rồi khai quan, lại còn cưỡng ép bà kết minh hôn.
nhưng mẹ tôi đã sớm trở thành con quỷ lợi hại nhất. Châu Bát tự thử dùng máu của mình để khống chế mẹ tôi, muốn bà tự tay giết chết tôi, nhưng oán khí của mẹ tôi cuối cùng vẫn không chịu sự khống chế. Thế là Châu Bát tự hạ lệnh cho tên thầy làm người giấy dùng nến long phượng bao vây bà, chuẩn bị cưỡng ép bà kết minh hôn với hắn. Ông nội thấy vậy thì hét lên một tiếng không hay rồi. Hắn muốn dùng thần chú nuôi quỷ và nghi lễ âm hôn để khống chế mẹ con. Nếu làm như vậy thì cho dù ý chí mạnh mẽ đến cỡ nào cũng khó mà chống lại được. Bắt buộc phải làm cho nến long phượng tắt, nếu không đợi khi nến cháy hết, chúng ta sẽ không ai được sống cả. Nghe thấy vậy tôi nhanh chóng giúp Tử Long cắt đứt dây thừng. Trong lòng chỉ nghĩ sống được một người thì một người, nhưng lúc này bỗng tên thầy làm người giấy liền ra tay. Tử Long thoát khỏi dây thừng thì lao vào đấu với hắn. Bỗng Tử Long bị hắn đá bay, vừa hay sau khi ngã xuống đất anh lại ở ngay trước ngọn nến long phượng. Tử Long cầm cây nến lên rồi phá vỡ trận pháp. Châu Bát Tự cũng vì minh hôn bị cắt ngang mà nôn ra một ngụm máu. Tử Long lấy ra một lá bùa định trấn giữ mẹ tôi lại, nhưng lại phát hiện lá bùa không thể đến gần cơ thể mẹ tôi được. Thấy vậy tôi vội vàng tiến lên giải vây, nhưng tôi cũng mẹ bị túm lấy cổ giống như anh. Tiêu Diêu Tử tức giận kêu lên mau thả người ra. Giây tiếp theo ông bị một luồng âm khí xô ngã xuống đất. Khi mẹ tôi đang muốn giết tất cả mọi người thì thước trấn hồn tôi luôn giấu sau lưng đã rơi xuống đất. Nội nhặt nó lên rồi ném nó về phía mẹ tôi. Mẹ tôi cũng bị thước trấn hồn làm bị thương. Tử Long và tôi mới may mắn thoát khỏi tay bà. Tiêu Diêu Tử nhặt thước trấn hồn dưới đất lên rồi nói: "Sơ Cửu ơi Sơ Cửu, con lấy pháp khí này ra sớm một chút, chúng ta cũng không cần phải như thế này." Nói xong Tiêu Diêu Tử liền phun một ngụm máu tươi lên cái thước. "Lão Lý, Tử Long, lấy sức mạnh của ba chúng ta đối phó nó. Thành, chúng ta sống, bại, chúng ta chết, quỷ thần bất phù chú, hà quỷ cảm đương, cấp như lệnh lệnh, giết." Vừa dứt lời thì thước trấn quỷ liền bay thẳng về phía mẹ tôi. Mẹ tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà đã bị thước trấn quỷ đâm xuyên qua ngực, một luồng âm khí lớn liền tỏa ra từ cơ thể bà. Em mờ khí tan đi thì mẹ tôi cũng mất đi thần trí. Khoảnh khắc mẹ ngã xuống hình như tôi đã thấy bà mỉm cười với tôi. Hình như mẹ còn gọi tên tôi nữa. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng gào lên một tiếng mẹ. Hơn nữa còn cầu xin ông nội đừng giết bà, mẹ tôi đã tỉnh rồi. Ông nội lại nói mẹ tôi là con quỷ mạnh nhất, nếu bà không hồn bay phách tán thì chúng tôi đều phải chết. Không, mẹ con không phải quỷ, bà ấy có ý thức mà, vừa nãy mẹ còn cười với con nữa. Nghe thấy vậy ông nội liền dừng lại, thước trấn hồn cũng vì vậy mà rơi xuống. Khóe miệng mẹ tôi dường như lộ ra một ý cười, nhưng tôi còn chưa kịp đến gần bà thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gào. Hóa ra hàng trăm con quỷ bị nhốt ngoài thôn đã tập trung đứng ở cửa rồi. Mẹ tôi vừa sống lại thì đã gặp lũ quỷ bao vây thôn. Bà nói không muốn bị tà khí làm phiền thì hãy lưu lại comment khen bà sinh ở phần bình luận. Lúc này lũ quỷ ở bên ngoài đã rất nóng vội, còn chưa đợi bọn chúng đến gần thì tôi và Tử Long đã cảm nhận được một luồng khí lạnh đến thấu xương. Thấy cảnh này ông nội cũng vô cùng chấn kinh. Ta đã dùng tuổi thọ của chính mình để làm phép trừ tà trong thôn, sao những con quỷ này lại có thể xông vào được? Thấy cánh cửa sắp bị lũ quỷ đẩy ra, Châu Bát Tự và Tà M đã chuẩn bị chạy trốn. Tà M liền dùng dao cứa lên tay của một đứa trẻ. Hắn muốn lợi dụng máu của đứa trẻ để mở đường chạy trốn. Ông nội tức giận trách bọn chúng không bằng cầm thú, vì muốn sống mà không tiếc sát hại hai đứa trẻ. Nhưng Châu Bát Tự lại không hề để ý, còn bảo ông nội kiếp sau nên thông minh hơn chút. Sau khi chạy đến cửa, Tà M còn nói với tôi rằng: "Lý Sơ Cửu, ta thấy ngươi tội nghiệp nên sẽ nói cho ngươi một bí mật. Mẹ ngươi không phải bị cha ngươi đánh chết đâu, là ta đã giết cô ta rồi treo lên đấy. Còn có bà nội, chú tứ và cha ngươi đều là do ta giết đấy. Kiếp sau không cần gặp lại ta nữa, tạm biệt." Nói xong hai người liền xông về phía lũ quỷ, có máu của hai đứa trẻ không ngừng chảy xuống. Quả nhiên lũ quỷ không dám đến gần nửa bước, nhưng có một giọng nói vang lên từ xa chất vấn hai người: "Các ngươi còn muốn chạy? Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy, ta sẽ khiến cho các ngươi cùng tất cả người trong thôn đều phải bồi táng cho cô ấy." Tà M để đứa trẻ trong tay xuống rồi lộ ra vẻ mặt khinh thường: "Lão tử không tin, rốt cuộc ngươi là ai? Có bản lĩnh thì lộ mặt ra, ngươi còn chưa có tư cách gặp ta, ngươi có thể gặp ta chỉ có người chết thôi." Cùng lúc đó khuôn mặt mẹ tôi tràn đầy sợ hãi. Tôi quay đầu lại hỏi mẹ vì sao lại sợ, lẽ nào mẹ quen người kia sao? Mẹ tôi chưa kịp nói thì bỗng ông nội chợt quỳ xuống: "Tiêu Diêu Tử, Tử Long, ta có lỗi với hai người, người đứng đằng sau mẹ Sơ Cửu đã đến rồi, chúng ta không sống được nữa rồi, nợ các người một mạng chỉ đành kiếp sau trả vậy." Tôi kéo tay mẹ rồi an ủi: "Mẹ đừng sợ, đợi Sơ Cửu biến thành quỷ rồi thì có thể bảo vệ mẹ dưới hoàng tiền rồi." Nghe thấy vậy mẹ liền rút tay ra khỏi tay tôi, hai tay ấn vào nhau rồi mẹ bay lên trời, mà những mảnh quan tài vỡ kia cũng dần dần bay lên. Một tiếng động vang lên, những mảnh vỡ lại ghép thành một cỗ quan tài đỏ khác. Sau khi quan tài rơi xuống đất, mẹ tôi liền chỉ về nó và im lặng. Ông nội thở dài: "Con bé muốn chúng ta trốn vào trong quan tài để an toàn đấy. Không ngờ vì bảo vệ con mà ý thức của con bé lại có thể hồi phục. Bây giờ con bé đã tiêu hao quá nhiều âm khí nên không thể nói được nữa rồi." Cùng lúc đó lũ quỷ xông vào nhà, ông nội dìu Tiêu Diêu Tử rồi hét lớn: "Không quản được nhiều nữa đâu, trốn trước đã rồi nói." Sau khi chui vào quan tài, tôi liền gọi ông và mẹ mau chóng chui vào. Nhưng mẹ tôi lại dùng cơ thể của mình để chặn lũ quỷ ở ngoài. Mẹ dùng chút sức lực cuối cùng quay người lại nói với tôi:
Sơ cửu, mẹ yêu con, mẹ tôi điên rồi, vì cứu tôi mà mẹ lại dùng cơ thể để chống lại lũ quỷ. Còn nói nguyên nhân của tất cả mọi chuyện chính là vì tôi không lưu lại comment ở phần bình luận, tôi bật khóc cầu xin ông nội mau kéo mẹ tôi lại. Nhưng ông lại nói mẹ tôi bị thước chấn hồn, làm bị thương quá nặng không thể chống đỡ được. Ông cũng đã sớm đem tuổi thọ của mình cho lão tổ tông mượn để bảo vệ người trong thôn rồi. Bây giờ ông phải đến tọa trấn pháp nhãn, như vậy mới có thể khiến cho người dân trong thôn không bị nguy hiểm. Lúc đó mẹ tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng, giải phóng hàn khí đem nhốt lũ quỷ ở ngoài cửa. Ông nội xoa đầu tôi rồi nói, sơ cửu ông nội nói cho con biết một bí mật cuối cùng. Thực ra khi mẹ con bị bà nội trói đem về thì mẹ con đã có thai rồi. Khi đó ông nội hay vào phòng mẹ con là muốn chữa khỏi cho con bé. Nhưng tiếc là ông nội không có bản lĩnh đó. Có thể có đoạn duyên phận ông cháu với con là ông đã rất vui rồi. Tí sơ cửu con phải nhớ, nếu con có thể sống sót thì nhất định phải hành thiện tích đức. Người hành thiện sẽ có phúc báo. Ông nội từ từ đóng nắp quan tài lại. Tôi hiểu có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và ông nội. Tôi không biết cha ruột mình là ai, cũng không quan tâm ông ta họ gì. Nhưng tôi là Lý Sơ Cửu, họ Lý, cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Mà lão Lý cũng là ông nội duy nhất của tôi. Một người đàn ông thần bí bước về phía cánh cửa. Những tên ngu xuẩn này hại chết em, còn có ý đồ nuôi em thành quỷ. Ta sẽ để chúng phải bồi táng cùng em, mỗi đêm đều phải chịu đựng sự giày vò của ma quỷ. Còn phải biến chúng thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sẽ tàn sát nhau trong sự đói khát và chỉ còn lại một người cuối cùng. Mà trước đây em vì người ngoài mà phản bội gia tộc ta, em sẽ bị giam cầm trong hồ và phải chịu đựng sự cắn xé của linh hồn ác quỷ. Trăm quỷ nghe lệnh, trong vòng 10 năm các ngươi không được phép rời khỏi cái thôn này. Phải khiến cho nó chỉ vào mà không ra được. 10 năm sau ta trở lại mà thấy có một người nào sống, thì ta sẽ khiến cho các ngươi hồn bay phách tán. Nếu không có người sống thì ta sẽ giúp các ngươi chuyển thế đầu thai. Tử Long ở trong quan tài nghi hoặc hỏi sư phụ, rốt cuộc hắn là ai mà lại có thể ra lệnh cho lũ quỷ? Không phải là thành thần rồi đấy chứ? Tiêu Diêu Tử liền nói đừng hỏi nhiều nữa, người này chúng ta không đấu được tốt nhất sau này cũng đừng gặp nữa. Cũng may là hắn không biết mẹ sơ cửu đã sinh ra nó, nếu không chúng ta dù trốn trong quan tài cũng phải chết. Tôi tức giận cào vào nắp quan tài rồi nói, tôi phải sống tiếp, sống để báo thù. Hắn nói 10 năm sau sẽ còn quay lại, vậy thì tôi sẽ đợi hắn. Bọn chúng sẽ giày vò mẹ tôi thế nào, tôi sẽ trả lại chúng gấp trăm lần. Không bao lâu sau luồng khí lạnh cũng dần dần biến mất. Tôi và Tử Long dùng thước chấn hồn để mở nắp quan tài ra. Sau khi mở được tôi liền phát hiện lũ quỷ đã biến mất. Tiền bối Tiêu Diêu Tử nói, đi thôi, mượn pháp lực của thước chấn hồn, chúng ta phải ra khỏi đây trước khi trời sáng. Sau khi đến đầu thôn tôi phát hiện, ở trên cây có một cỗ quan tài đỏ, trên thân cây có viết quan tài còn các ngươi sống, quan tài rơi các ngươi chết. Tiền bối Tiêu Diêu Tử nói đây là ông nội tôi dùng tuổi thọ của mình để bày bố trận pháp ngăn cho lũ quỷ tiến vào thôn. Bây giờ lũ quỷ đã tiến vào thôn rồi, ông cùng trận pháp này sẽ hòa làm một, chỉ cần trận pháp này không bị phá, ông nội vẫn còn cơ hội. Tôi quỳ xuống trước cỗ quan tài đỏ rồi nói, ông nội, ông đợi sơ cửu trở lại, con nhất định sẽ cứu ông. Sau khi ra khỏi thôn, nhờ vào pháp lực của thước chấn hồn, chúng tôi mới không bị lũ quỷ chặn lại. Tôi cũng định đến Miêu Sơn lĩnh cùng tiền bối Tiêu Diêu Tử và Tử Long để khởi động nguồn gốc đạo môn của tôi. Vì muốn báo thù, tôi đã đến Miêu Sơn lĩnh cùng với tiền bối Tiêu Diêu Tử. Bởi vì ông nội và ông thuộc trường phái khác nhau nên Tiêu Diêu Tử đành phải nhận tôi làm đệ tử. Trong những ngày tháng tu luyện ở Miêu Sơn lĩnh, không lúc nào là tôi không nhắc nhở mình, mẹ và ông nội đều đang đợi tôi. Trải qua 7 năm gian khổ tu luyện, ba đan điền của tôi chỉ được đả thông một chút. Khi tôi đang ngồi suy nghĩ về cuộc đời, bỗng Tử Long nói sư phụ có chuyện gọi tôi. Sau khi vào phòng sư phụ liền nói, 7 năm rồi, 3 năm bái sư 4 năm học nghệ con đã học hết rồi. Tam thi cổ của Châu Bát Tự cũng đã dày vò ta 7 năm. Bây giờ ta đã đến cực hạn, cũng không có gì có thể dạy cho con nữa. Tôi cứ nhìn sư phụ mà không biết an ủi thế nào. Sơ cửu con không cần nói nhiều, hôm qua ta đã bói cho con và Tử Long một quẻ. Hai đứa sẽ có kiếp sinh tử, nhưng sẽ có quý nhân tương trợ. Tử Long mệnh rồng còn con mệnh hổ, sau này rồng hổ chắc chắn sẽ tranh đấu, chỉ có vị quý nhân kia mới có thể hòa giải xung đột của hai đứa. Ba người cùng đi mới có thể thành sự, chúng ta xuống núi thôi. Nghe thấy vậy tôi liền quỳ xuống rồi dập đầu với sư phụ. Sư phụ người yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra cách giải trừ độc tố trong cơ thể người. Khi tôi đang ngồi ở cửa đạo quán suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, thì thấy Tử Long vui mừng chạy về phía tôi. Sơ cửu anh và em xuống núi một chuyến, anh tìm ra cách cứu sư phụ rồi. Sau khi đến huyện Miêu Sơn dưới núi, tôi hỏi Tử Long rốt cuộc đó là cách gì. Tử Long quay đầu với vẻ mặt đắc ý, gần đây anh luôn giúp một người thần bí làm việc, người đó trả lương cho anh cao hơn cả người khác, hơn nữa còn nói có cách giải tam thi cổ, nhưng điều kiện là anh phải giúp người đó làm một chuyện. Vừa dứt lời thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước mặt chúng tôi. Một người đàn ông cao lớn mặc vest mở cửa xe ra, đạo gia mời. Sau khi đi một đoạn đường dài, chiếc xe liền dừng lại ở một cánh rừng sâu trong núi. Người đàn ông đưa cho Tử Long hai chiếc lọ nhỏ rồi nói, mau cầm đi, tôi đợi các người trở lại. Tử Long nhận lấy cái lọ nhỏ rồi dẫn tôi đi sâu vào trong rừng. Một lúc sau có một ngôi nhà gỗ được bao quanh bởi những ngôi mộ đã hiện ra trước mặt.
Tử Long trốn sau tấm bia rồi nhỏ giọng nói, trốn một lúc, đây là nhà của người canh mộ, bị hắn phát hiện là chết toi. Sau khi đèn của ngôi nhà gỗ đã tắt, Tử Long dẫn tôi đến trước một ngôi mộ. Tôi bắt lấy tay anh rồi hỏi, rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì vậy? Anh lấy ra một cái xẻng rồi nghiêm túc nói, đào mộ, lấy xác. Khi hạ tang người bình thường thì số đinh trên nắp quan tài thường là 7 cái mang ngụ ý quỷ về với đất, mà trên nắp quan tài này lại có nhiều hơn một cái. Chính vào lúc này, sau khi biết Tử Long chuẩn bị thay người khác đào mộ để lấy dầu xác người thì tôi vô cùng chấn kinh. Tử Long, trong lòng em anh luôn là một người đầu đội trời chân đạp đất, hành thiện tích đức. Chúng ta đều là người tu đạo, đào mộ người chết là việc khiến người ta nguyền rủa sau lưng đó, thì sao anh lại làm những chuyện này? Tử Long quay người lại nói với tôi, sơ cửu, thực ra từ trước đến nay anh đều không phải là giúp mọi người trừ tà, mà là làm việc cho một người thần bí, giúp hắn lấy tiền của những tên tham quan, giúp hắn đào mộ. Em biết làm những chuyện này rất mất mặt, nhưng khi đó em còn nhỏ, sư phụ phải chịu sự giày vò của Tam Thi Cổ. Khi anh xuống núi vì còn quá nhỏ nên không ai muốn thuê anh, họ đều nghĩ anh là kẻ lừa đảo. Cuối cùng là người thần bí đó đã tìm đến anh, trả lương rất cao nên anh mới có tiền mua thuốc bổ cho sư phụ. Nhưng anh có thể hứa với em, Triệu Tử Long anh trước giờ chưa bao giờ làm những chuyện thương thiên hại lý cả. Hôm nay dẫn em đến là muốn để em biết anh đang làm gì. Vì cứu sư phụ thì bảo anh làm gì cũng được, cho dù là đào mộ lấy dầu xác người. Sơ cửu, em đừng trách anh khiến em mất mặt, anh chỉ hy vọng em có thể duy trì được tâm nguyện ban đầu của đạo môn. Nghe xong tôi quỳ phịch xuống đất, rồi điên cuồng dùng tay bới đất. Tử Long, em giúp anh, chúng ta suốt đời là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tuy tay chúng ta bẩn, nhưng tâm chúng ta sạch. Sau khi đào được ngôi mộ trước mặt, một cỗ quan tài bên trên có vẽ lá bùa trấn quỷ hiện ra trước mặt. Tôi và Tử Long nhìn nhau rồi hiểu cỗ quan tài này chắc chắn có gì đó sai sai. Bởi vì trên nắp quan không chỉ có bùa trấn quỷ, hơn nữa trên đó còn có 8 cái đinh. Tử Long chỉ tay về phía quan tài gỗ rồi nói, 8 cái đinh và bùa trấn quỷ trên nắp quan tài, vừa nhìn là biết bút tích của người hành gia, ở bên trong chắc chắn có 2 người chứ không phải 1 người. Nếu một lúc nữa mà gặp phải thứ không sạch sẽ thì chúng ta siêu độ cho chúng, cũng coi như là giảm bớt tội nghiệp của chúng ta. Nói xong tôi và Tử Long liền lấy dao cạy nắp quan tài. Nắp quan tài vừa mở thì có một luồng âm khí lớn bay ra. Sau khi thắp 3 nén nhang rồi cắm vào quan tài, Tử Long liền nhấc nắp quan tài lên một cách thô bạo. Một màn trước mặt này trực tiếp khiến chúng tôi chết lặng luôn. Bởi vì trong quan tài lại là một thai phụ. Thấy tình hình này tôi vội vàng giúp Tử Long trấn áp. Tử Long thì dùng miệng ngậm nén nhang vừa thắp rồi từ từ tiến lại gần thai phụ đã chết, cho cô ấy hít một lượng khói nhang vừa đủ để giải trừ oán khí trong người cô ấy. Bỗng đôi mắt của thai phụ đó mở to, Tử Long lập tức dùng dây có máu chó đen trói cô ấy lại, sau đó dùng sức kéo thai phụ đó lên. Từ khói nhang bao quanh, khuôn mặt của thai phụ lập tức bị thối rữa, trong miệng cũng chảy ra một chất lỏng đặc đặc gì đó. Đây chính là dầu xác mà chúng tôi muốn lấy. Sau khi lấy xong, Tử Long liền cắt dây để thai phụ trở lại vị trí cũ. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu lại nói, đã lấy được dầu xác rồi, chúng ta mau chóng đi thôi. Nhưng lúc này bụng của thai phụ đó bắt đầu phát ra tiếng động, dường như đứa trẻ bên trong sắp chui ra được. Nửa đêm Triệu Tử Long chạy đến nằm sấp lên quan tài của thai phụ này, còn nói không muốn qua đây giúp đỡ thì phải để lại một comment khen anh dũng cảm ở phần bình luận. Nhưng không ngờ hôm nay lại là tuần đầu của thai phụ này, thấy đứa trẻ trong bụng thai phụ sắp chui ra đến nơi, một trận gió âm chợt bao phủ lấy tôi và Tử Long. Tôi liền phi ra lá bùa lừa, cùng với tiếng kêu gào thảm thiết thì linh hồn của thai phụ cũng bị Tử Long dùng dây thừng có máu chó đen trói lại. Tôi phải bất lực lắm mới dám mạo phạm thi thể của cô, vì bồi thường thì tôi sẽ siêu độ cho cô và đứa bé trong bụng, để kiếp sau hai người vẫn là mẹ con. Thai phụ chấn kinh hỏi, anh lời này là thật sao? Tử Long nói, chắc chắn mình có thể làm được. Lúc này hồn ma của đứa trẻ trong bụng thai phụ đã kêu loạn cả lên. Ngay sau đó có một đứa trẻ trong hình dáng của quỷ được sinh ra, nó lập tức lao về phía của chúng tôi. Tôi và Tử Long thấy vậy thì lập tức tránh đi, mà con quỷ nhỏ đó không thèm quay đầu lại, cứ thế chạy thẳng một mạch vào rừng sâu. Tử Long và tôi liền một trước một sau đuổi theo nó. Hai chúng tôi chưa kịp phản ứng thì con quỷ nhỏ lại bị hút vào trong một chiếc túi vàng. Thấy cái hình thêu trên túi thì đây chắc là pháp khí của đạo gia. Hai người các cậu giải quyết nữ quỷ đi, tôi ở dưới đợi hai người. Nữ quỷ thấy con mình bị bắt thì vội vàng gào lên. Tử Long an ủi cô, nhất định sẽ giúp cô tìm thấy con và siêu độ cho hai người, nhưng cô đừng có mang oán khí, nếu không sẽ bị biến thành ác quỷ. Cô bước vào cái vòng ngọc này rồi tôi đưa cô xuống núi. Nghe thấy vậy nữ quỷ liền đồng ý. Trên đường xuống núi tôi hỏi Tử Long, người thần bí đó đến đây bằng cách nào? Tử Long lại nói, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp hắn, trước đây thường liên lạc qua đại bưu. Sau khi xuống núi người thần bí đã biến mất, lên xe anh sẽ giao chiếc lọ nhỏ đó cho đại bưu và nói, nữ quỷ đó đã bị chúng tôi đánh cho hồn bay phách tán rồi, dầu xác cũng lấy được rồi, bây giờ có thể giúp tôi giải trừ Tam Thi Cổ được chưa? Triệu Tử Long, ngươi đừng vội, chủ nhân còn có một chuyện nữa muốn nhờ ngươi, sau khi xong việc thì sẽ cứu mạng sư phụ ngươi. Nghe thấy vậy Tử Long lập tức nổi giận, đây là các người muốn chơi tôi, chuyện còn lại rốt cuộc là gì? Chuyện thương thiên hại lý ta tuyệt đối không làm, yên tâm đi Tử Long, chủ nhân biết tính ngươi, ông muốn ngươi đến thôn Hương Thủy tìm một cái giếng đã bị khóa, nếu tìm thấy thì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ,
Đại Bưu ném hai chúng tôi trước một ngôi làng rồi bỏ đi. Để cứu sư phụ nên chúng tôi đành phải cắn răng đi vào. Vừa vào đến thôn đã gặp một người điểm canh. Người điểm canh sau khi biết chúng tôi muốn đến thôn Hương Thủy thì ngạc nhiên, khuyên chúng tôi nhanh chóng trở về vì người sống không được phép tiến vào thôn. Còn nói hôm nay rất kỳ lạ, sao có nhiều người nghe ngóng về thôn Hương Thủy như vậy. Sau khi thấy tôi và Tử Long khẩn cầu, anh ta thấy chúng tôi đều là người tu đạo nên mới chỉ đường cho. Đi về hướng tây 30m chính là thôn Hương Thủy. Đi đường bình an, người đàn ông này chỉ điểm canh vào ban ngày. Hơn nữa mỗi lần điểm canh là sẽ cướp đi tính mạng của một người trong thôn. Theo chỉ dẫn của người điểm canh, tôi và Tử Long đi về phía thôn Hương Thủy. Lại phát hiện càng đi về phía trước thì sương mù càng dày. Tử Long đưa cho tôi một mảnh vải thấm nước tiểu của trẻ con và nói đây là chướng khí. Còn chưa đi được mấy bước thì tôi lại bị rơi xuống đầm lầy. Sau khi tốn rất nhiều sức để cứu tôi ra, bỗng một thầy phong thủy tên là Vương Lôi xuất hiện, hỏi mục đích chúng tôi đến thôn Hương Thủy, nhưng chúng tôi không trả lời. Anh nói tên điểm canh kia muốn hại chúng tôi nên mới chỉ đường đến đây. Chúng tôi đi hết cái thôn này sẽ không gặp được quỷ, mà là một trận bát quái ở đây. Khi tôi và Tử Long tinh thông đạo thuật, nhưng lại không hiểu gì về phong thủy, nên chúng tôi định tạm tin lời của Vương Lôi. Dưới sự chỉ dẫn của anh, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được thôn Hương Thủy. Sau khi vào thôn, chúng tôi phát hiện trong thôn chỉ có 36 hộ gia đình, nhưng chỉ có một nhà là đèn còn sáng. Bên ngoài còn có hai người giống như là đạo sĩ. Sau khi Vương Lôi nói qua với hai người kia một lượt, thì người trong nhà từ từ đi ra. Một người trong đó lại chính là Tạ M, đồ đệ của Châu Bát Tự, mà người bên cạnh hắn thì chính là Bạch Gia Địa đầu xà ở cái huyện này. Nhưng hình như Tạ M không nhận ra tôi và Tử Long, còn dặn chúng tôi ở trong thôn thì phải hành sự cẩn thận để hoàn thành nhiệm vụ cứu phụ, nên tôi đành nén lại lửa giận trong lòng. Sau khi đi thám thính một vòng quanh thôn thì tôi phát hiện trong các ngôi nhà đều không có người ở, chỉ có duy nhất một nấm mồ mà thôi. Sau khi chọn một ngôi nhà để nghỉ ngơi thì bỗng bên ngoài có tiếng người hô hoán. Ba người chúng tôi lập tức chạy ra ngoài, đuổi theo âm thanh đó thì đã đến trước miếu thành hoàng. Thì ra hai người ở của Bạch gia bị người ta giết rồi lột da mặt treo lên cây. Lúc này thì một ngôi nhà bên cạnh cái cây bỗng sáng đèn, người Bạch gia lập tức bao vây lấy ngôi nhà đó, mà người trong nhà lại chính là hai ông lão. Bọn họ tự xưng là người dân ở thôn Hương Thủy, những người khác đều chết vì bệnh dịch. Hai người không nỡ nhìn xác của người dân nằm la liệt ngoài đường, nhưng lại không có sức lực lớn như vậy nên mới đem chôn bọn họ ở trong nhà. Tạ M hỏi ông lão ở trong thôn có cái giếng nào bị khóa không, nhưng ông lão lại nói trong thôn không hề có giếng, nhất định là chúng tôi bị người ta lừa đến đây rồi. Nghe thấy vậy, một nhóm người liền rời khỏi nhà ông lão. Sáng hôm sau, trước cổng miếu thành hoàng đã đông nghịt người, thì ra lại có hai người ở nhà Bạch gia bị giết rồi lột da mặt treo lên cây. Ông tử Bạch gia luôn mồm bảo là do ba người chúng tôi làm. Lúc này một vị đạo sĩ già ra tay mới có thể hóa giải cục diện, mà hai ông lão trong thôn thì quỳ bái trước miếu thành hoàng. Trước khi đi còn bảo chúng tôi mau rời khỏi đây, thành hoàng tức giận rồi, tối nay những thứ đó mà xuất hiện là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều không hề để tâm, thi nhau đi tìm cái giếng bị khóa. Vị đạo sĩ thay chúng tôi giải vây liền nói cái giếng đó gọi là giếng Tỏa Long. Trong giếng có giấu vô số những bảo vật quý hiếm, nhưng khi ông nhìn thấy Vương Lôi thì y như chuột thấy mèo vậy. Ông vội vã rời khỏi đây. Vương Lôi nói người này là sư đệ của sư phụ anh, ông ta không phải là thứ gì tốt đẹp cả, mà giếng Tỏa Long này nhất định là ở trong miếu hoàng thành. Sau khi trở về, Vương Lôi liền lấy cớ để đi ra ngoài. Tử Long cảm thấy không đúng thì lén lút đi theo anh, mà tôi cũng đợi từ sáng đến tối. Tiếng cãi cọ ở bên ngoài ngôi nhà vang lên, tôi lần mò theo tung tích thì đến được miếu hoàng thành, phát hiện một đám người như phát điên muốn xông vào trong. Một lúc sau lại cúi đầu và đi ra ngoài, sau đó lập tức quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu. Thành hoàng, ta có tội, ta đáng chết. Trong ngôi miếu thành hoàng này chỉ thờ thần sông mà không thờ âm tư, hơn nữa người đi vào đều sẽ bị treo lên cái cây trước cổng một cách kỳ lạ, còn nói chỉ cần lưu lại một điều ước của bạn ở phần bình luận thì có thể giúp nó trở thành hiện thực. Để làm rõ nguyên do ở trong miếu nên tôi và kẻ thù đã giết cả nhà tôi cùng nhau bước vào trong miếu thám thính một chút. Khi vừa bước vào, chúng tôi phát hiện âm binh ở trong đây đều bị người ta móc hết tim, hơn nữa bên trong còn có thứ gì đang lúc nhúc. Một tên người ở bạo gan thò tay vào, hắn phát hiện trong cơ thể âm binh lại là một con giòi. Hắn chưa kịp phản ứng thì con giòi đã mọc ra cánh dài, kêu một tiếng rồi bay vào miệng hắn. Hai mắt của hắn lập tức đỏ lòm, lập tức biến thành một cái xác sống. Thấy vậy, tôi vội vàng hô hoán mọi người lùi về sau. Tên người ở chúng tả đó nói một cách man dợ, thành hoàng tức giận rồi, các ngươi đều phải chết. Thiếu gia Bạch gia liền xông lên đánh hắn ngất xỉu, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tên người ở vừa ngã xuống thì có hàng ngàn con côn trùng bay ra, may mà có một cánh cửa gỗ nên mới bảo toàn được tính mạng của mọi người. Tạ M dùng chân đá đổ tượng âm binh xuống đất, bên trong tượng lại làm từ xương người. Bỗng đằng sau cánh cửa gỗ có tiếng động vang lên, những con cổ trùng đó lập tức bay trở về phía bức tượng, mà người đến chính là hai ông lão duy nhất còn sống của thôn Hương Thủy. Lão Bảo Trương cảnh cáo nói bị những con trùng này đậu vào người thì sẽ mắc bệnh, ông khuyên mọi người mau rời khỏi miếu thành hoàng. Nhưng Tạ M lại cầm một cái rìu lên rồi nói với Bảo Trương, ông đừng sợ, chúng tôi sẽ giúp ông giải quyết dịch bệnh ở đây. Nói xong, Tạ M liền đốt một ít ngải, đuổi hết những con cổ trùng trên người thành hoàng đi.
Sau đó hắn cầm một cái rìu lớn rồi nhảy lên đỉnh của bức tượng. Một rìu bổ xuống liền trực tiếp làm tượng thành hoàng đồ ập xuống. Bỗng một cái giếng nước lớn hiện ra trước mắt, đã tìm thấy giếng tỏa long rồi. Tạ Em không hề vội vàng xuống giếng tìm bảo vật, tôi cũng nhân cơ hội này đi tìm Tử Long và Vương Lôi để xuống đó. Sau khi trở về tôi phát hiện hai người còn chưa trở lại thì lúc này bỗng có một người mặc đạo phục xuất hiện sau lưng tôi. Ông ta liền nói Tạ Em có chuyện muốn tìm tôi, nhưng tôi vừa nhìn là đã nhận ra ông ta chính là đạo sĩ bị người ta giết rồi lột da mặt treo lên cây. Tôi lập tức cảnh giác, ông ta thay đổi sắc mặt rồi ra tay với tôi ngay lập tức. Tôi liền sử dụng khí huyền chân để chống lại ông ta, nhưng người này sức mạnh vô cùng lớn, tu vi lại ở trên tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông ta chính là Lão Bảo Trương. Giết nhiều người như vậy, rốt cuộc cái giếng tỏa long đó có gì đáng giá để ngươi bảo vệ? Lão Bảo Trương ngẩng mặt cười lớn, người trong thôn này đều là tự nguyện bảo vệ cái giếng mà tự sát thôi, còn những kẻ muốn cướp bảo vật trong giếng tỏa long thì đều đáng chết, bởi vì trong đó cất giấu sức mạnh của bộ tộc Dã Lang bọn ta. Lão Bảo Trương điên cuồng tấn công về phía tôi, cuối cùng lại dùng sức mạnh của lôi điện để tấn công tôi. Thấy cái mạng bé nhỏ của mình sắp toi đến nơi thì bỗng hai bóng người xuất hiện đằng sau lưng. Ước hiếp tiểu bối thì gọi gì là hảo hán, ta là Diệp Đường của Diệp gia, ta không quan tâm ngươi là đạo môn nào của Diệp gia, đến thôn Hương Thủy đều phải chết. Diệp Đường không thay đổi sắc mặt dặn dò chú Diệp ở bên cạnh một tiếng. Ngay sau đó Lão Bảo Trương bị ấn xuống dưới đất không cử động được, hắn bị gỡ bỏ mặt nạ ra rồi vẫn điên cuồng hét lên. Tôi hỏi hắn hai người bạn của tôi ở đâu, hắn nói Tử Long và Vương Lôi đã bị hắn cho bay màu rồi, người đến thôn Hương Thủy đều sẽ phải chôn theo. Nói xong hắn liền tự kết liễu cuộc đời của mình. Tuy không thể chấp nhận được là Tử Long bị hắn giết, nhưng vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Diệp Đường, tôi vẫn quyết định dẫn bọn họ đến giếng tỏa long một chuyến. Sau khi đến đó, chú Diệp thả mấy toàn tiền dính máu xuống giếng, luồng khí lạnh thấu xương liền biến mất. Sau đó chú Diệp lại nhỏ máu của mình xuống giếng. Giây tiếp theo trong giếng tỏa long lại xuất hiện một đôi cá chép nhảy lên. Dã Lang quốc đã sớm diệt vong lại được giấu trong một cái giếng, hơn nữa chỉ cần đi xuống giếng thì có thể đạt được linh khí thực thụ của rồng. Sau khi chú Diệp nhỏ máu của mình xuống giếng tỏa long thì một đôi cá chép liền bay lên không trung. Đôi cá chép đó nhẹ nhàng gật đầu với tôi, hình như ngầm cho phép chúng tôi đi xuống. Tôi và Diệp Đường lập tức nhảy xuống giếng. Sau khi bơi qua một dòng sông ngầm thì một cung điện dưới lòng đất hiện ra trước mặt chúng tôi. Trong cung điện không có người, ở đó chỉ đặt duy nhất một cỗ quan tài làm bằng đá. Khi ba chúng tôi chuẩn bị đến gần cung điện thì Tạ Em và Bạch Gia cũng đã đến cửa cung điện. Tuy Tạ Em là hung thủ giết hại gia đình tôi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc tìm hắn báo thù. Thế là chúng tôi cùng nhau đi vào cung điện. Đến bên cạnh quan tài bằng đá thì Tạ Em đẩy tôi và chú Diệp ra. Hắn muốn dùng sức để mở nắp quan tài ra, nhưng cho dù hắn cố như thế nào cũng không thể đả động đến nắp quan. Quá bất lực nên hắn đã gọi người đến cưỡng chế mở nắp quan ra. Quan tài vừa hé ra một khe nhỏ, nhìn vào trong thì thấy đó là rất nhiều cổ trùng. Ngay sau đó cổ trùng liền bay ra khỏi quan tài. Tôi kéo tay Diệp Đường quay người chạy. Cổ trùng bay đầy trời nhưng dường như chúng không có ý định tấn công chúng tôi, mà là đậu hết lên người mấy tượng đá gần đó. Lớp da của tượng đá bị cổ trùng đậu vào dần dần nứt ra. Sau đó chúng liền biến thành một binh đoàn thi binh. Thi binh cầm giáo xông lên phía trước, chú Diệp cầm kiếm đồng chống lại bọn thi binh, mà tôi và Diệp Đường lại dùng bùa giấy để tấn công chúng từ xa. Tôi từ từ đi đến trước mặt thi binh, dùng bùa để điểm huyệt chúng. Chú Diệp nhân cơ hội này chém đứt cổ chúng. Tuy ba người chúng tôi phối hợp một cách ăn ý, nhưng thi binh quá nhiều, hơn nữa Tạ Em đã sớm trốn xuống nước không muốn ra tay. Lúc này một thi vương tay cầm kiếm dài đã thu hút sự chú ý của tôi, xem ra hắn chính chỉ huy khống chế đám thi binh này. Chỉ cần hạ được hắn thì có thể phá giải được cục diện này. Chú Diệp giải ra mấy quan tiền để mở đường giúp tôi. Tôi thuận thế xông đến trước mặt thi vương, thấy mình sắp tiếp cận được hắn, thi vương thì dùng kiếm chém tay tôi bị thương. Tôi cố gắng dùng sức ấn lá bùa lên trán thi vương để điểm huyệt hắn.